xử chi tiết đó. Vậy hả? Anh Thanh, anh làm Là lương một tháng bao nhiêu để mà xử anh chi tiết cái là bên chính quyền. anh làm lương một tháng bao nhiêu mà cái địa chỉ nhà 189 đường Cách Mạng Tháng 8 nó thấy lớn quá vậy anh? À, thế ông có biết bà già tôi tới đây nhà buôn không? Ủa, nhà buôn hả? Ông có biết tài sản của gia đình tôi có bao nhiêu không? Cộng sản là vô sản mà, Ông tại có sao anh biết không? có tài sản Không vậy? phải, cái đó là ông nói theo cái giọng của bộ phận động. Ủa vậy hả? À, cái đó là giọng phản Còn động. còn cái Sandy Beach là của ai? Cái khách sạn, cái resort Sandy Beach phải của anh không? Không phải, mình không có khách sạn nào hết. Anh chắc không? Chắc 100%. Cái khách sạn 4 sao resort Sandy Beach không phải của anh hả? Không phải, mình không có một cái khách sạn nào hết. Chuyên chính vô Có mình sản anh không Thanh, có em nghe người ta nói là à, chuyên chính vô sản mà sao anh có tài sản anh nhiều quá vậy? Cái nhà anh tài lớn lắm sản đâu à, nhiều cái ông nhà hồ 2 đồ tầng nói à. ra chứ có gì đâu nhiều. Cái nhà số Tài sản là gì 189 đâu Cách nhiều. Mạng Tháng 8 là rất là lớn, 2 tầng lầu, có cái tầng lầu ở trên nữa, Ừ, ba đúng bằng nhà đúng ngói. cho mình có mấy chục năm này rồi, không phải mới có đâu, Chuyên đâu chính có vô mới sản có này mà. đâu. Ủa, tại sao kỳ vậy? À không, cái giọng đó giọng phản động, Vậy hả? cái giọng đó là giọng phản động. À, cái vô sản đừng có hiểu là không có tài sản, hiểu theo đó là hiểu theo cái loại dốt nát mà họ mới hiểu theo kiểu đó. Cộng sản nó vẫn có tài sản, nhưng không phải vô sản đó là không có tài sản, giải thích theo kiểu đó không phải. Như vậy là anh chưa bị đánh tư sản phải không? Cái gì Anh có bao giờ bị già, anh có bao giờ bị má anh có bao giờ bị đánh tư sản chưa? chưa, bà không đánh cái mất cỡ tài sản, Ủa, như vậy thì tài sản đâu mà có nhiều bà vậy? không, bà không đánh cái mất cỡ tài sản. Cái nào là nhiều, cái này có gì đâu nhiều. Ủa, hồi nãy anh mới nói với em là bà già anh tài sản nhiều lắm mà. À không, nhiều là nhiều so với một số người khác á, Vậy nhưng hả? bà không phải dân nghèo, Dân nghèo bà hả? cũng là nhà buôn nhưng bà không phải dân nghèo. Nhà buôn nằm ở đâu anh? À, nhà buôn thì nhà kim thư bả là buôn tạp hóa thôi chứ chả có gì, rồi buôn thuốc lá rồi thế thấy Buôn hồi tạp trước hóa, chiến tranh nữa đó. buôn thuốc lá mà mà có mà nhà tới ông 3 ông tầng, cấp ông được 3 tầng lầu. à mà mà ông cái giọng ông cái giọng phản động nó nói tự do, nó mà nói người họ hiểu biết đàng hoàng ấy Alo anh Thanh, anh à, Thanh, thì anh nói Thanh, chơi anh Thanh, nha. anh Thanh bình tĩnh nghe em À nói, anh Thanh bình tĩnh nghe em nói nè. à mà không bình Bình tĩnh tĩnh. tôi nghe cái giọng ông sạc người phản động. Chứ không biết thằng mà cây cú thì vượt biên nước ngoài rồi, nó cây Trời cú vượt quá ơi, lại không trời có tầm ơi, bậy. dân dân À sông Cửu Long mà nói dân vượt biên cây cú là à sao? à cái còn cái giọng phản động thế, như có những người không thở vượt biên nhưng bạn ở trong này, nhưng mà cái tư tưởng của hắn cái giọng hắn cũng là giọng của trước năm 75. No, tại vì em á, em nghe nói là như vậy nè anh Thanh. À, người ta nói á, Không, ông cứ để là ông cứ hỏi tôi cái nào có tôi nói có, rồi. ví dụ Ok. ông nói tôi Cái có thì tôi nhà cho ông. của anh 2 tầng đó là anh nói xây hồi nào? Cái gì, Cái nhà của anh xây hồi nào? Cái nhà nhà trước ngói. đây là tôi cái nhà mà 2 tầng cũ thì tôi thay cách đây là 20 mấy năm rồi, còn cái nhà mà tôi đang ở đây hiện nay là tôi xây cách đây là 9 năm rồi. Anh xây 9 năm. À, cái này là Ừ, cái này là cái tiền của anh, tiền lương của anh hay là cái tiền lương của tôi tiền tiền của của anh tôi hả? tiền của tôi đó, một tiền tháng của một gia đình tháng anh tôi làm đó. lãnh bao nhiêu mà mà À, ông đó là ông đã hỏi cái cùng lần nữa rồi mà tôi cầu buổi nào ông đi hỏi cái chuyện lấy đồng lương đi xây nhà, cái tiền của gia đình tôi có trước chiến tranh là tôi không có quyền à, vậy tôi không đi xây nhà. sao 75 gia đình anh không có bị đánh tư sản sao? À không, không cần phải cái tư sản, chưa đánh cái mức để tư sản nhưng mà cũng đủ sức cũng giàu có chứ không đến nỗi Cái nghèo. nhà 189 Cách Mạng Tháng 8 mà, cái nhà này rất là lớn. Mà cái nhà này À, mà anh nói lớn chứ 9 năm. sao, chứ sợ chứ không làm lớn, mình có tiền mình xây với mấy anh chị, mình có làm chi của ai Tiền đâu ra ngồi anh xây? đó. À tôi đi hỏi cháu xin ở đâu ra xây, tiền tiền đã có tiền của gia đình họ rồi, anh còn hỏi tiền ở đâu ra xây nghe, anh hỏi cùng lần. Cái Nhưng nhà, mà cái tôi đang cổng, không có cái quyền hỏi cái giọng đó, hiểu chưa? cái cổng nhà của anh, em À, nói thiệt không á, hàng ăn mày giống như em là vô còn ở còn được đó, đừng nói chi là vô ở ở ở trong cái nhà của anh, thành ra rất là lớn anh, mà anh nói là à tư không, tư sản. anh chưa chưa ăn thua gì, có những người còn giàu hơn. À, Giàu đó là đâu, vấn đề gì mấy người giàu khác em không đi nói, nhưng mà em nói là đi. anh là cái cương vị anh là bí thư mà anh ở cái nhà lớn quá, anh làm vậy anh không thấy người dân mà. Lớn là của mình có quyền ở lớn, cái chuyện mà mình không phải tiền của mình cái mình mới sợ. Mình mới sợ còn Hai cái nó là của mình thì mình trả cái gì cho sợ. hai chiếc xe hơi là tiền đó anh mua rồi nào, anh mua năm mấy? À, anh trời ơi, mua mắc gì ông có quyền hỏi, mua năm mấy chạy tôi tiền của tôi mua mắc gì ông.
Thì tại em nói vậy nó từ đường ông vô có sản, tiền cách mạng tôi vô sản mà sao, anh sao đâu nãy anh ở nãy nhà là cao tôi cửa nãy rộng rồi nó mới hỏi vô chứ. sở vô sở là tất cả là phải cộng sản là phải không có tài sản nó Vậy cộng vậy bản anh định nghĩa giùm hiểu em thế nào là vô sản và thế nào là tư sản đi, anh định nghĩa giùm em được không? chưa hiểu 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 trình độ nó thấp quá thì trời ơi là trời trình độ ông thấp quá thì mình không nói không có chuyện nữa. Bây giờ cái chuyện xe hơi nhà cửa rồi chuyện bình thường đừng lâm tâm bậy thôi chứ đừng làm như vi phạm pháp luật thôi Không chứ. không làm tầm bậy mà đào mồ cút mã người ta là được rồi ha. Bài nữa đâu nên là đầu một cũng bỏ người ta quy hoạch thành phố thì mở rộng thành phố ra thì mẹ động chọn chỗ này chỗ kia thì cái chuyện bình thường thôi chứ đầu một cũng bỏ chứ bao nhiêu cái đồng máy ngọn ngôi bộ cũng vào chung với họ di chuyển lên ngoài sân một cách sân vui vẻ đó họ họ dốt hết nhỉ mình cứ động mấy chỗ mình như tôn giáo thấy rồi bắt đầu mình gây sự nó luôn Vậy không vậy ông Ba Bình thấy em anh không, ông Ba Bình thấy em trai anh không? mất gì ông phải hỏi thế em buộc tôi Tại đi đâu vì nhà tôi hay với tại anh vì anh biết sao không, người ta đó là ông nội đó đang đầu đầu nậu đất ở Đà Nẵng đó, thành ra em mới hỏi anh không chứ có đâu nó tầm bậy đó hả, nó tầm bậy anh chắc bây không? giờ đây bây giờ tôi nói ông này tôi nói ông á ông có bình không có đầu não gì hết người ta nhầm lẫn một cách cơ bản thậm chí người ta còn tố những ông á được tôi giải quyết mấy trăm lô đất tôi làm bí thư tôi làm chủ tịch mà tôi giải quyết cho ông đó một lô đất để làm nhà ha tôi không không thấy vợ tôi làm nhà ông tin hay không là cái tùy của cái lòng của ông cái đừng nghe họ nói lung tung nó làm bậy đó không ai họ để yên cái đâu Còn còn cái khách không sạn, còn cái khách sạn Sandy Beach là không phải của anh, là của Ba Bình, là của ai? không phải của tôi cũng chả phải của Bảo Bình mà không phải trên một biết cái khách sạn nó nói là không phải trên một biết Cái resort đó, cái resort Sandy Beach rõ ràng là chỗ nào ở non nước đó. chả liên quan gì tôi nói thật ông tôi có dính một đồng của chân trại cho đó là một của tôi của Bảo Bình gì liên quan là hai ông cứ đánh đây nếu tôi không từ chức ông nhổ cho ông nhổ nước bọt vào mặt tôi giữa đông đám đông người rồi còn ông tin nghe không là tùy ông Như vậy là anh chắc chắn là cái Sandy Beach ở non nước, anh chắc chắn cái ba Sandy cái Beach tầm ở non nước bậy không phải là của anh mà cũng không phải của Ba Bình đúng không? Bây giờ trăm người phần người trăm ta mà moi ra được đúng là trăm phần có trăm Ba Bình cơ, dính vô đó anh tôi nghĩ nói sao? ông là 100% ông chứng minh được điều đó tôi cho ông có nghĩa là ông có thể tưới xăng vào nhà tôi ông đốt Ai dám túi xăng vô nhà anh, túi xăng vô nhà anh ở tù sao đây ca? không là tôi cho ông nhổ nước bọt vào mặt thôi Trời ơi. ông nói cái ông phải tin tôi chứ rồi ông sống là ông thiếu lòng tin tới cỡ đó thì Bây tôi giờ là nè, ông em hỏi anh cái nè, tầm em bậy hỏi anh Thanh nghe em hỏi cái nè. không tôi trả lời ông xem tôi biết cho cái đã nè Ok, rồi anh trả lời đi, anh trả lời đi. tôi trả lời là chỉ cần 1% đang nói cho ông nhổ nước ngọt nước bọt vào mặt tổ chức đông đông người ông nhổ cái bọt vô cái ông cổ đấy ông nói như thế mà trời tôi kiểm tra tôi hỏi là đúng là ông có góp phần vô trong đó chứ không phải của ông nhưng có góp phần vô trong đó tôi có quyền nhổ nước bọt vào mặt ông nói thì những tội tôi như vậy tôi chả cần biết ông là tôi cho phép ông như thế Vậy chứ anh biết nhưng cái mà chủ quyền của nó là ai không? Anh biết nó cái tầm chủ bậy quyền tầm bậy resort đó là của ai không vậy? cái gì Cái chủ quyền của cái Sandy Beach là của ai anh biết không? Cái của cái cổ công đông ty gì á. trong Sài Gòn á Non nước mà cái không công ty gì Ba trong Bình không có Sài dính Gòn vô, anh chắc chắn là Ba Bình không có dính vô. không có mà cái công ty của trong Sài Gòn nó ra nó lại sang luôn rồi nó mới làm đăng cái thanh niên Anh hỏi anh đúng Thanh, rồi Ba Dũng có phần trong đó không? ở Dũng không Tân Dũng. nó tại những chuyện anh thấy không có Không có hả? Ta thì đồn cái dữ gì vậy. đó mình nói có mình cho nên trung thực nha nếu Phật theo Phật thì có Phật giống nha Chúa chân giống nha Chúa Phật nha thằng nào có mà không cũng bị Chúa Phật trừng phạt nha Anh biết những nhà những cái bà đỉnh ở Đà Nẵng đó có thiệt không? Có đúng hay không? có Có, và ok. không có bà định không có bà định mà chỉ là bà Bình không Có bà Bình, rồi. à. Cái À, trong cái khu đó, trong cái khu đó đó cái anh, quả 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 không có quyền đó dựng căn nhà đấy trong cái không đâu em hỏi anh nè, trong cái khu đất đó đó à anh có lô nào không, anh có lô đất không nào trong khu đó không? không có Chắc không đó. chết Còn Ba Bình thì sao? ở mình không có ở mình không được giải quyết lô nào nếu mà mình được giải quyết lô ở đó tôi thề với ông là tôi chết với bất kỳ tử không thấy con cái nhà
vậy vậy cái còn khu đất cái đó ai ai đủ không tiêu có chuẩn để thuê mà vô đất thì tôi có thuê nhà anh phá Thanh, không, anh Thanh, không ai thì tôi có ai thuê đất ai không. đủ ai đủ cái tiêu chuẩn để mà vô cái khu đất đó anh Thanh? Nhà tiêu chuẩn thì cái lúc đó thời gian đó trước đây hầu xa xưa đó là hầu nó đất nó ế hề chứ nó không đắt như bây giờ đâu, bán công khai như thế thôi. Ngay trên đường Phạm Văn Đồng ông chính và xin chứng thứ ba cũng có một lô ông anh mà nghỉ hưu rồi mà làm như bây giờ mà nghiên cứu lịch sử đảo nó cũng có một lô. À, cái bà hàng ở ở là bốn ngân hàng nó cũng mua một lô, tức là bán ở đó rồi ai mua được không, À, cái lò hầu đó nó đâu có sâu đậm như bây giờ, nhưng mà lúc cũng đó tại lâu sao anh năm không lắm nhảy vô, lúc đó anh không nhảy vô kiếm lô nào đó cần thấy tôi có chỗ đâu anh, chỗ đâu ngoài ngoài chỗ anh chỗ đó. ngoài 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 cái 189 anh còn chỗ nào nữa? Ủa anh còn chỗ Tôi khác nữa cần chỗ hả? nào, Hả tôi cần chỗ nào, vậy hả, nó nằm ở chỗ tôi nào? cần chỗ nào, tôi có cần chỗ nào mà chỗ đó là tôi với ông bạn tôi theo mình tôi Vậy hả, nó nằm khu nào, nó nằm khu nào anh Thanh? Nó nằm mấy nào anh Thanh? doanh, nhưng mà khi tôi cần thì tôi rất qua tôi gửi một tí, tôi cũng đã có nhu cầu vợ bên anh chị cho nghỉ. Thì mai mốt có nghĩa là mai mốt là anh retire, anh về hưu rồi là anh bán cái khu đó ra, anh bán ra, anh rút ra, Không, không mà không bán. không bán để đó. Tức là tôi cũng có một cái chỗ mà khi cần thiết là tôi qua tôi nghỉ ngơi. Mà bình thường thì họ vẫn kinh doanh, họ vẫn cho khách vô ở. Mỗi tháng nó Nhưng mà trả lại bao nhiêu? cần thiết cuối tuần tôi qua tôi nghỉ chẳng hạn thì tôi qua tôi rút vô chỗ nên cho tôi nghỉ. Mỗi Tôi nghỉ sao tôi tắm biển sao tôi về mỗi tháng nó chứ hẹn tôi không có hèn chi, tại sao ở khu này chạy. hèn chi, bởi vì ông không chịu ra trung ương là phải rồi, ở đây chơi golf với lại đi tắm biển sướng quá, cần gì phải đi ra ngoài làm dâu chăm họ, sướng thiệt. Đánh nợ mắt tiền nó qua nó cực cái mã của cũng vậy tàu rét của thầy chạy mà tôi cũng không có nhu cầu không tắm biển mà nước nước thì chẳng qua là người ta Hàn Quốc rồi mấy thứ nó rủ kinh doanh rủ mình quánh mình không biết đánh cũng quê cho nên mình cũng hạp mình đánh mấy quả chơi chứ không Anh có bao giờ mà đánh với tôi Phan Văn Khải chưa? ông xã làm gì có biết đánh gôn mà đánh chưa Vậy ai biết ông đánh? mà ông cái thông tin ông thích lạc hậu lắm mà ông nghe nó có quả nó tạo quả nhập ma rồi ở trên cái đầu ông không giả làm gì cái đánh luôn Vậy ba Dũng biết đánh không? sao Không biết hả? không biết Ông Minh có bao giờ chơi với anh chưa nè? ông nào Minh. Minh chủ tịch Minh á. nào Minh chủ tịch nó biết chơi đâu Rồi vậy anh đánh với ai? thì mình tập tập chứ mình mới ra sân mình chơi cho vui vui thôi chứ mình cũng chưa đánh được nhiều. Tôi nói ở sân tập ra sân chính thức thì chơi lạc sẹt mới bắt đầu thôi chưa bỏ láng Vậy hả? Có bao giờ Nguyễn Cao Kỳ về khu đó chưa anh? Nguyễn Cao Kỳ hả Dạ. về khu nào Về khu Đà Nẵng của anh Nguyễn đó. Cao Kỳ nghe nó đánh con hai đó nhưng mình chưa đánh nhưng mình cũng gặp chở khoảng 3 lần rồi Vậy hả? đã về Việt Nam cái người mình gặp đầu tiên là mình á Mà anh không rủ đi cái đánh đầu gôn với đầu anh sao? Không rủ đi đánh góp với anh sao? ấy Sao vậy? Anh sợ thua ổng hay sao? không phải hồi đó lúc mình gặp nó đã biết đánh đâu mà tôi Oh. à, cái hồi đó là chưa biết chơi chứ cũng biết chơi thì đánh thì cái chuyện đánh mà thắng thua là cái chuyện cũng bình thường mình đánh chán ăn là mình thua chứ không là cái gì mình cũng thắng lại chứ Nè, hỏi hỏi anh thiệt nè, hỏi anh thiệt nè, bây giờ có lô đất nào ngon không? Em muốn về bển em mua đó, anh có lô đất nào ngon không? cái gì Em muốn đi ra ngoài em mua một lô đất đó, anh có lô đất nào ngon chỉ giùm em. mình không mua đất thì trừ cái đất luôn ngon thì nó hết rồi của thành phố có nhưng mà Cái chỗ mai gần nó cái chỗ của chậm anh kìa, em muốn ở gần cái chỗ của anh kìa, để mốt cái gì rủ anh đi đánh đánh golf chứ không gì á. ở gần chỗ nào Cái chỗ mà anh nghỉ dưỡng đó, anh chạy ra nghỉ dưỡng đó, chỗ khách sạn à, đó. chỗ nó hết rồi chỗ nó hết Hết hả? rồi chỗ nó tăng tăng cái nghỉ dưỡng tăng những cái chỗ đó thì tạo tạo phòng đặt nữa nó thành những khu trong cái đề án trong cái resort của người ta trông như thế Cái khu resort đó tên gì anh Thanh? Để em bữa nào ấy em chạy ra em vô em năn nỉ coi có nào còn chừa phần cho em không? không tạo không hết rồi Hết rồi hả? không tạo Cái đó là nhưng bên mé mà non nước hả anh Thanh?
Rồi bây giờ anh À, cũng có. vậy theo ý anh thì còn cái chỗ nào ngoài Đà Nẵng em vô được? Nhỏ thôi, một lô nhỏ thôi, không cần lô lớn đâu đại ca. Lô nhỏ thôi, tiếng lô nhỏ thôi. Lô nhỏ thì bây giờ nó vẫn đấu giá rồi, nó không có bán như ngày xưa nữa đâu. Vậy hả? Cái Anh can ngày thiệp mà được không? cái thời của bọn mình mua rồi là cách đây 8 9 năm rồi cha ơi, Rồi sao rồi. mà bữa nay Rồi rồi anh không can thiệp tám được chín năm sao? rồi Anh can thiệp được giúp mà nào thì chúng hồi chúng nó bán, hồi nó bán công khai ai muốn mua nó mua thì chửi không còn nữa, Rồi bây giờ chửi nó còn là bắt buộc hết. xung xung quanh Công chỗ bà nhận Bình á, anh xung quanh chỗ bà Bình á. bây giờ còn còn một ít trên cái đường đi chửi Trần Phước á, Đường suốt trên hả? cái đường đi ra Bùa Hiệp á Dạ. thì cái nó còn. Khu đó gần gần Bữa resort trước đúng không anh? đi, bữa trước bữa nay đăng báo đó, không đọc báo hả, đăng báo mà chưa có người mua. Vậy hả? Cái chỗ nó còn á, Bao nhiêu mét anh Thanh? còn ở chỗ chỗ Xuân Thiều thì còn Bao nhiêu mét anh Thanh? đủ thứ hết, loại 300 mấy có tầm đủ mấy có loại hai ngàn Cái đó là một 2 mấy tỷ, cái đó là có 2 tỷ hay là 3 tỷ rưỡi? loại loại 2 ngàn đó, loại đủ thứ Anh loại. Thanh, cái đó là 2 tỷ hay là 3 tỷ rưỡi? Giá thì mình không nhớ được, Không biết giá hả? thì bên chính quyền, Ờ. giá thì có đăng báo đấy, đọc tin báo đấy. Nhưng mà anh can thiệp với bớt cho em chút đỉnh được không? Không được hả? Mình mà câu thiệt vô là hắn nói lung tung, Anh hỏi Thanh, câu thiệt vô em chắc là thế nào ông cũng cho phong bì, cho nên là cho câu thiệt bữa bây bữa giờ em đăng hỏi anh là Thanh đấu nè, giá bây giờ là em giao tiền cho anh đứng tên, anh mua giùm em được không? không được, Sao vậy? mẹ có mà điên Thì phụ sao tùng cho nó nói, hả? anh nói Anh là tỉnh ủy sao nó dám nói anh? Trời đất ơi, cao nào có tỉnh ủy chi, cái gì đó có trung ủy, tỉnh ủy, cao ủy chi nói nên chơi mà hoài lo cho bí thư thành ủy mà anh nói giỡn hoài. Anh cái bông son cũng lớn lắm chứ bộ. bí thư là tầm bậy đó cũng không để yên đâu, Làm làm phải sao đúng ra anh mua đàng hoàng, anh mua đứng tên anh chứ đâu phải làm gì làm bậy đâu, đâu phải à, đâu. trước hết là phải đúng rồi đã, mình không có nhu cầu mua, tức là mình không có nhu cầu mình đủ rồi, Bây giờ em hỏi thiệt anh à, mình không anh nói có Ba Bình giới thiệu giùm em được không? Hỏi thiệt. cái gì hắn lo chung cư thôi, cho hắn không có liên quan đến đất, Ồ, ông chỉ chơi chung cư thôi. hắn là không phải chơi chung cư mà hắn theo dõi những chung cư mà chỗ nào dột hư hỏng rồi nọ kia thì báo cho nó báo lại giám đốc nó để mà đi sửa, vụ hắn chừng đó nhưng thôi, nhưng thấy một mà lần nhưng mà vậy. ổng cũng có cái tivô bên trong, ông biết chứ, ông biết cái khu nào quy hoạch, khu nào ngon chứ. Ổng không có, anh không có ổng Không thì không sao mà không, nói hả? hắn mình cấm, mình không cho làm cái đó đâu, Anh không cho làm hả? Nhưng à, mà ổng mình làm cấm hắn sao, làm, ổng mượn cái quy không của anh ông làm được mà. Trời đất ơi không anh có Thanh, nên làm, nó làm được cái vụ gì chỉ dùm ra nghe của anh nè, không làm được đâu, thằng nó không có trình độ để làm mấy cái đó đâu. vậy ai Trước có trình đây độ? hắn là hồi hắn làm chỗ sở nhà đất á, ai làm giấy tờ thì cần làm nhanh nhanh á thì hắn cũng có lợi dụng mình á, là nó giúp cho họ để họ làm cho giấy tờ nhanh nhanh tí rồi họ cho mấy đồng uống cà phê, mình thấy cái dở mình không đồng ý, mình có điều hắn tự bên nó không cho làm cái việc đó nữa, cho hắn về cái chỗ công ty quản lý nhà nó theo dõi mấy cái chung cư đó thôi ấy, chứ không có làm gì liên quan đất nằm đai đâu. nằm nằm bên nhà đất mà nói uống cà phê không, là anh nói uống cà phê này thuộc loại cà À không, phê nó tùy loại nhà đất, nhà đất dưới vai trò vị trí nhà đất, đừng có nói một câu nhà đất chung chung là không hiểu gì về nhà đất. anh Thanh. Ký một cây tờ giấy á, là 1,5 tỷ anh Thanh à, về nấu cà Không phê. đó là cái vụ nó nên là nó tự giả dời qua lung tung, không có cái tỷ máy là cái chuyện đó mình biết. Vậy hả? Ổng ăn sao ổng, Tiểu em nói nghe nè, những bây giờ ông thứ Ba Bình ông ăn sao ông nói cho anh nghe, không lẽ ông khai thiệt cho anh để anh chửi không sao? không phải mình có lực lượng mình theo dõi nó chứ, bà vợ đó mình có cách để mình giám sát chứ nó không làm bậy được đâu. Vậy hả? Nó mà nó làm bậy thì nó làm đủ luôn, nó không 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 làm bậy được đó, không Trời, kịp làm bậy của mình. anh nói vậy chứ ai mà dám đủ tư cách mà đụng vô em của Mình tỉnh. có lực lượng để giám sát nó, Trời, ông nội tôi mình cũng có dám lực đụng lượng với để giám em của sát bí nó thư thành ủy đại ca. Ông nội của tôi cũng không dám đụng đấy. nữa, giỡn chơi hoài, dám Không, đụng nữa em bí thư thành ủy muốn chết hả? không phải đụng hay không đụng, nhưng mà mình không để cho nó đụng vô những chuyện để người ta phải đụng nó, bởi vì Oh. đụng nó là ảnh hưởng đến mình, cho nên mình không mình có ý thức mình không cho nó làm vậy. Còn còn chiếc xe, Còn chiếc xe của anh đó ai tặng anh vậy, nói thiệt coi. mua cái xe tặng cái xe nó của thằng xe nó của thằng em ruột của bà vợ. Ồ. Còn 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 hai đứa nhỏ nó đi học ở đâu anh?
rồi về đi về đi công tác rồi còn đứa nữa đang học ở Hà Nội. Cái chiếc Lexus màu trắng là của anh hay của ai? Cái gì? Chiếc Lexus đó. Làm gì có chiếc lấy sạch mua đó? Không phải hả? Ồ, chiếc Corolla. Không Dạ, đó, không dạ. đó chứ không mà đến cái mức lấy sạch lấy chiếc rồi đó. Ồ. Làm gì chứ không tới mức độ đó. Ồ. Chạy mấy chiếc đó làm chi, bị mang tiếng anh Thanh. Ông nghe thông tin nó nhiều quá rồi đó. Không có hả? Nó nhiều quá rồi đó. Ồ. Hàng hàng học ít xấu cho giữa cũng tỷ đó nhưng mà không học được Vậy cái vậy nhau là đâu. thằng nào nó chơi ác, nó nói anh có chiếc Lexus, em đâu biết đâu, ai ngờ nó chạy Như Corolla. vậy Không. đã nói rồi, một thì ông là thiên chúa hay ông thiên phật, thì Ông nếu khôn. thằng cha nào mà không có mà dựng chuyện nói đó là sẽ bị Ông chúa thiên khôn pháp chết trừng mẹ. phạt cho. Ông khôn chết mẹ luôn mà ai mà ấy, ông đu gì ông chạy Lexus cho chúng chửi. Ông chạy Corolla được rồi. Không có, mình cho sau này mình có nghỉ hưu mình cũng không dùng đến Thì hỏi anh à. khôn quá trời mà còn ai qua bí Không thư mình, mà còn ai không qua không nó bí, tôi qua anh đi Thanh dùng của tới tôi. cái loại đi đi cái loại xe nó sợ qua chạm vô cái hướng trước vất vả căng thẳng thần kinh, đi xe cũng thường thường vừa vừa trung trung thôi, không không đi những loại xe đắt tiền làm gì, không có nhu cầu là tới đó. Không phải không có nhu cầu mà tại anh không muốn thôi, chứ anh muốn là được, mà tại anh không Đúng muốn, anh đúng không đúng, muốn bị không người muốn ta thì ấy không có thôi. thể mua được những chiếc đó, mình đủ sức mình mua chứ. Anh tại anh không phải không mấy, mà tại anh không muốn, anh không muốn bị Đúng người ta rồi, đúng gõ cửa rồi, mình thôi. là đủ 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 sức để mua nhưng mà không có mua, không dùng cái lời đòi chi cũng lãng phí. Thừa biết mà, Mình cũng đơn giản thôi, tiêu pha rồi cũng ít thôi, dù không có sao nhu cũng là cầu bí nhiều. thư của một tỉnh chứ đâu phải một giỡn đâu, mà một tỉnh Thì bí thư tỉnh chứ trực sao, thuộc trung ương mà anh Thanh. trung ương chứ sao. Thì bởi vậy mới nói. Nhưng mà cái vụ đất là cái khu Bà Bình là không vô được anh Thanh. Đâu còn nữa, mình vô Có ai bán không? nó vừa hỏi họ chứ mình không lại đi đi làm cò đất cho Không phải. Không ông. phải. Ê, ông nội. Rồi cái giai đoạn đó ông muốn mua Xe nổi này thiệt nhiều tình. cái Xe nổi này thiệt ông tình, muốn vô mua cái quan nào cho cho ông, cho ông mua. ai mà ông ai em mà dám xăm mình sao mà dám kêu anh đi là làm cò đất cho em. Nhưng mà tại nhờ cái quy của anh Thanh nhiều khi Sao cái cũng chuyện được quy mà. tôi gọi có bán không thì tôi làm sao tôi biết được những cái chuyện của xã hội, làm sao ông đi hỏi biết thứ vô duyên thế. Anh Thanh, cái này là em, cái này là em Út hỏi thăm anh để mà nhờ cái quy của anh thôi. Ông hỏi tôi sẵn sàng trả lời, tôi rất đàng hoàng, tôi tôn trọng những người đàng hoàng, Dạ. còn người vẫn không đàng hoàng vẫn chơi cứu là ngập tức tối rồi nó thì hiện mù quáng rồi nó lung tung nó tôi không nghe. Gì hả? Giờ vẫn lấp xịt lấp xiết đoạn làm gì có nhìn bỏ xu xem xin bích thanh nó bậy bậy như cái bộ phản động chết mẹ thôi, tiên nhiễm ba cái thứ bộ phản động tiên tiền nó chết mẹ. Mà giả sử tôi có một phần trong đó cũng tôi cũng không sợ pháp luật thì cũng chịu, không ai đòi chi tôi đâu, nhưng nó không có gia đình cũng không có đâu, nó nói tôi bậy bạ chuyện mình cũng không có vô sao nó biết. Ai ai mà dám ấy, nhưng mà tại thấy tụi nó chụp mũ ở trên, nó đội tùm lum lên Nó á, tầm nó bậy chứ, nó tầm bậy chứ. Hay là ông nói nhầm chứ, có một cái nữa cũng nói xíu xíu tôi nghe thấy rồi đó nhưng mà tôi không thèm thèm thèm, thèm trả lời. vậy hả? Ở chỗ đó là cái chỗ còn cái khách sạn nữa là cái khách sạn Hoàng Trà, cái này không phải xin biết nữa, gọi là gì rồi Vậy cái thì đó, cái đó. cái khách sạn đó là của bà Văn á. Nước resort à, cái non nước coi nè. Không khỏe rồi, không trả lời nữa, nó cho phép ăn nổ nước bọt bọt rồi, không nói nhiều Ông nội tôi cũng dám nhổ nước mặt vô anh, khổ anh nó thấy thiệt. khâu chứ hả. Ông Tôi nội không tôi cho cũng không phép dám ăn, nữa. ông làm thế luôn để trả với ông. Nhưng mà anh biết ông anh Thanh nghe làm sao tầm bậy, tại em thấy hình nó chụp nó để lên em mới hỏi anh thôi chứ. Ông tôi nghe cái hơi đó cái giọng ông là tôi biết giọng ông cũng thuộc cái loại ăn học tốt tốt lắm nhưng mà ông làm gì sao được đâu, ông phở thời buổi này mà muốn làm gì làm đâu, nghĩa gì đúng xe nó phải Đại làm ca, đại ca, anh hiểu lầm em Út trước này rồi, phải tội nghiệp. đàng hoàng đấy, đã có người mình phải đàng hoàng Đại ca, anh nha. hiểu lầm em Út rồi, hiểu lầm em Út rồi. Dạ. Dù sao gì em làm sao dám Hiểu vuốt râu lầm hùng phải không? ông, tôi đâu có học sinh mẫu giáo, Anh Thanh, hồi đó anh Thanh tốt nghiệp năm trường nào anh nay Thanh? tôi gần 60 rồi. Anh Thanh, anh Thanh. Đại ca.
Hồi đó anh tốt nghiệp trường nào vậy? Ừ. Ê. Hồi đó anh tốt nghiệp bằng nào vậy? Tôi hả? Dạ. Tốt nghiệp hả? Dạ. Tôi học trường đại học tốt nghiệp một. Năm nghiệp một ra. Ờ. Rồi lúc đó anh làm Ừ. sao Sao mà anh nhảy vô được? tôi đi học quản lý kinh tế Liên Xô 7 tháng nữa. Ồ. Anh có qua Ờ. Nga nữa hả? Anh có qua Nga hả? Cái gì? Anh có qua bên Có. Nga hả? Ồ. Có. Học ở Moscow đó, chị Chivalry đó. Anh học ngành gì bên? Học về quản lý kinh tế. Quản lý kinh tế. Dạ. Yeah. Rồi Rồi sao? tôi học đại học năm đại học năm 11 tôi cũng học quản lý kinh tế. À, tôi cũng nghiên cứu sinh tại trường đó, sau đại học cũng tại trường đó luôn. Nông nghiệp mà có quản lý Sao kinh tế ha. dốt vừa vừa dốt quá nông nghiệp, thì cứ nghĩ là nông nghiệp chỉ trồng lúa, nó có quản lý kinh tế chứ, nó có cơ khí chứ. À, nó có vô tàm, nó quản lý đất đai chứ. Lúc lúc anh Nó ở bên cũng Nga, lúc nuôi, anh ở bên Nga nó chăn nuôi, anh nó giỏi tiếng trồng Nga trọt, không? Dạ dạ nó em. phụ dưỡng, Dạ dạ em, à, dạ không em. hiểu gì hết. Anh ở bên Nga mấy mấy tháng? 7 tháng hả? À, sao? 6 tháng. Có gì không? Có Tính gì thắc mắc không? dạ không, ta không dám thắc mắc. Nghiên Em không cứu biết tiếng Nga. lý lịch cũng kỹ đó, nhưng mà lý lịch cũng rõ ràng thôi. Đừng có nghe họ đồn nhỏ là mua bằng tiến sĩ rồi nó cũng bậy tầm bạ, nó cũng nghe. Buổi thì dễ mua đấy, ai mua thì cứ mua là tầm bảy cái thôi, người làm đàng hoàng thì ta để cho nó làm chứ. Rồi lúc anh về lại anh làm ở đâu? Trời ơi, về từ năm 77 thì vậy Ồ. mà bây giờ năm 77 thì làm thử với cơ sở làm lại cho nó chạy, tôi đi làm vậy làm chủ nhiệm đất xã cũng có, làm phó giám đốc nông trường cũng có, làm trưởng ban nông nghiệp cũng có, làm phó chủ tịch cũng có, làm phó bí thư quận ủy cũng có, làm phó giám đốc sở nông nghiệp cũng có, làm giám đốc sở nông nghiệp cũng có, như thế cho thấy trừ rồi chứ sao. À, em hỏi anh thiệt nè. Bây giờ trong hết các chức vụ của anh á, anh thích chức vụ nào nhất? Trong hết các chức vụ mà anh đã từng làm qua đó, anh thích chức vụ nào nhất? Chung thì mình cũng chả bao giờ để nghĩ là thích cái nào nhất hết á. Chung là có những cái chức vụ không thể so sánh được, nói chung mình làm mình cũng chả có thể so sánh với cái nào là mình thích nhất hết. Nói chung mình làm thì cũng cũng hay khá là làm, nó cái nào mình cũng khang sai mình làm nó thôi, chứ mình Cái nào thời mà mình cái nghĩ chỗ nào mà người ta ưu ái anh nhiều nhất là nói em nghe coi. chả có ai quá mà Đừng nói tôi không nhận bông bì như cho nội. lăn lưng lên làm không như tết vừa rồi là đó, nó cho mình được cái ba phong bì nhỏ nhỏ cái máy, còn mình trốn mình đâu có dọn nhà để cho đem quà đấy đâu. Anh có bao giờ anh nhận cái bánh trung thu mà ở dưới đó có 5 triệu không? Mình không để ý chuyện đó, Vậy hả? tết nhất rồi nhiều lúc họ cho quà thì họ bảo nó phong bì vô cho rượu vô, nhiều lúc mình không quan tâm lắm, ở việc này cũng lại tệ, nhưng mà Có bao giờ anh Thanh? mình có ý thức đó là mình trước đây là cái tết là quà cáp nặng nề lắm, nhưng mà mình làm thì ít ở các cơ quan là các thứ là ít đi 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 tết, tập cho người ta quen dần đi. À, nó quen dần với cái chuyện là tết nhất mà quà cáp mà quá nhiều càng khi các thứ nó không không cần thiết, nhiều lúc mình phải trốn, mình không có ở nhà nữa, người ta họ không thể đem quà lại được. Anh Thanh, Còn có bao giờ tụi nó tặng anh cái phong bì bằng đô la không anh Thanh? Hả? Có bao giờ nó tặng phong bì bằng đô la mà không có tính tiền triệu không? có chứ, Có hả? nó lâu rồi nó bỏ mấy trăm đô rồi, nó cũng có chứ, lâu rồi không có, bây giờ tết vừa rồi thì không có, Cái tết vụ vừa rồi thì mà không có. tụi nó tố cáo anh tham nhũng là sao anh Thanh? Một À thì cái đám đó, cái thằng cha công an đó, nó muốn lên chức chủ tịch mình không cho nó lên. Ê, nó điên lên nha, nó quậy, nó làm đủ trò hết, tố cáo đủ chuyện hết chứ. Rồi cái đống mà bị đất đai bị thu hồi rồi đó, cũng giải tỏa định bộ giống như còn giàu đó đó. À, như là kiện cáo, tố cáo tham nhũng, tham nước kia tham nhũng đi, mình làm chuyện tham nhũng. Mà sao một loạt lên Thanh, tụi nó anh thấy tụi nó đưa một loạt ra từ À Hoàng con nó Trung chạy Hiếu nè, nè, nó chạy. Hoàng Trung Hiếu, Tạ Đúng Bổn đúng. Phát nè, Trần Quốc Nó Đáng nè, một đám đó.
Em thấy nó ký Thật ra một đám nó ký ký giấy đó, không phải hả? à không phải đâu, đóng lên đóng dựng chuyện lên đó. Còn khi mà đúng sự thật thì chỉ cần một người thôi chứ không cần có một nhóm. Người ta không giải quyết cái tố cáo tham nhũng bằng một nhóm. Trong luật khiếu nại tố cáo nó quy định rất rõ. Khiếu nại thì anh có thể ký một nhóm, nhưng khi tố cáo thì chỉ được đứng một mình thôi. Anh chịu trách nhiệm về cái tố cáo của mình. Còn cái chuyện mà mấy người dân mà mẹ thì giải tỏa đền bù bức xúc mẹ có tí chưa hợp lý chưa thỏa đáng rồi là kiện cáo rồi giải chuyện lên nghe thông tin trời cái đưa lên họ hét rồi như thế thì họ cũng đã đi kiểm tra thanh tra rồi cũng giống như ông nói chuyện như tăng đi bích nữa mà nói bộ cáo cũng bất thanh trong đó cũng bất bình trong đó chết mẹ rồi anh biết Hoàng Minh Công không anh Thanh? Đấy. Hả? Hoàng Minh Công Biết cái vụ đó sao hả? Cái vụ đó sao anh kể em nghe được không? Dạ. À biết chứ, thằng thằng đó thì mình không có thân, hắn được chỉ điều tra viên bên dưới thôi. Thì hắn làm những cái hồ sơ gì quản lý tài liệu không tốt rồi chi đó, rồi ông nào bắt rồi thả rồi mình về đó cũng công tác bình thường, mình không để ý nữa. Chứ mình không có chơi với các điều tra viên, nó quen quen cái cỡ phó giám đốc sở rồi chứ, chứ còn cái cỡ đứng dưới là mình đâu có tháng một không cùng quê cùng quán gì với bệnh ở trong tâm kỳ nó thành vậy ta nói kệ nó thôi Nhưng mà kỳ đó nó bên không anh dài mà. đâu Kỳ đó nó bên anh mà phải ấy không? ấy Nó bên anh mà. có thì hắn ở giữa cửa giữa nó nhìn nó đứng nó thấy người ta chơi như thế thì hắn cũng bất bình hắn bất bình thì hắn vô hắn nói với ông Phạm Minh Thông đó hắn bảo là ông kêu ông cho ông Bá Thanh 300 triệu ông cho ông có kèm theo cho rượu ấm tòa rồi chứ ông đưa ông nói là thì có khi ông cũng bị tội đi hối lộ ông nên nói là hắn chỉ được điều tra cái mỗi cái xi măng Hải Vân thôi trong khi cái cầu Trung Hoàng người ta tố lên như vậy mà nó lấy tỷ bạc thì nên đi thẩm mỹ viện mà đi có hồng chút người nhỏ nhỏ ở bên lỗ tai nó thì lo tải còn cái cục ở trên lỗ mũi to đùng đùng đó thì không động tới thì cái ý nghĩa gì của thẩm mỹ viện dù nếu ông không thì đừng nói là chị không có cho chứ đừng nói là chị có cho kèm theo rượu theo trà không có cho qua trong tiệm nó nữa thì cái câu chuyện gốc của nó là câu chuyện ra tỷ máy của cầu Xuân Hòa cái đó mới quan trọng chứ cái việc gì không phải làm cái tờ nó như vậy làm cái tờ đó mà hắn chỉ điều tra nào cái đó thì hắn đâu có đủ tư cách để điều tra cái tàu Xuân Hòa. Tàu Xuân Hòa là nhóm khác làm chứ không phải thành công làm còn tầm bậy đó là cái việc của hắn chứ anh ấy hắn muốn là đại thể ông Minh làm cho mình nhẹ bớt tiền tí nhưng mà hắn làm đó hắn còn nấu thêm lên cho được cái mại gì chứ cho là 300 triệu từ chỗ cho 300 triệu với là 300 triệu có quà đó rồi có rượu nữa mà cho nhiều lần cứ cho là nó không có đi thì không có cái chuyện xi măng Hải Vân đó thì cái chuyện cái cầu Trung Hoàng mới là chuyện gốc chính của vấn đề chứ mất chi đi lâu cái chuyện nhỏ nhỏ ra để chứng minh chứng tỏ để thế này cái kết quả cũng đem ông dỗ làm chi nó làm đấy rồi mà em nói thiệt với đó anh nha không tạo sự thật nhé cái không tạo vụ cái vụ của anh xảy ra xong á thì em thấy là không có ai mà tổ chức như anh ông Phan Diễn cũng không bằng anh nè Trương Quang Dược cũng không bằng nè Mai Phúc Lân cũng không có bằng à mấy cái người đó kể như đúng là gà cơm so với anh so với mấy cái tay Phan Diễn mấy cái tay mà nằm trong cái kia là thua anh xà lắc anh là cái người mà gây ra những cái chuyện mà phải nói rằng lắc léo anh cửa nào anh cũng giọt vô được hết mà đó là ông rồi ông thù tôi rồi ông hàng hạp quá rồi Nô, đại ca. ông mất sáng suốt đây Đại mất ca. sáng suốt đây Mấy cái ông hội nghị nào anh cũng đều là anh tổ chức đều hoàn ông mất thành sáng suốt đẳng cấp rồi mà. nghe là biết ông ở cái hơi ở giọng bên nào rồi Sao? Cái đó thiệt chứ nghe là bộ. biết ông ở giọng nào rồi tại tôi người biết bà lắm ông đừng thích bóp tôi á không nên Sao còn thích? một đời là có quyền biến chứ Cái này là không lẽ người ta quánh không lẽ người ta quánh ông cứ đứng ông giơ cái đầu ra cho họ quánh à em ông cũng phải giơ tay ông gật đỡ rồi ông phải lặng người ông né đòn rồi ông phải phản đòn anh thành có võ ra bình định không có anh lúc ông phải chịu đòn có lúc ông phải quánh trả chứ anh ông có có võ bình quyền định biến không không lẽ ông ngồi thế à
anh Thanh có vô Bình Định luôn à, nói thiệt à. Nhưng mà em thấy anh rất là khéo. đó Dạ. đó Những cái thì kế nó vô hoạch, những chỗ cái Bình chương Định trình nào là anh đều lọc vuốt hết. mình cả karate lẫn thiếu lâm tự mình có hết chứ. Wow, karate anh đa gì? Karate anh Anh đa ta gì ra gì bí mật nhất đi đi xe hết cho với ông là không biết mẹ gì? chứ. Cái việc nó mà cho người ta võ này nó biết đi xe lên ông nội nè hổ thúc Trời ơi, đại ca của em đâu có mấy hãnh diện gì, đại ca cũng phải biết ít ra cũng phải anh Sáu Thanh của em là đại ca của em là đa gì sao sao có mình không có đẹp cho gì hết. không, đại ca hả? Nhưng mà ông á Chứ em thấy ông là anh Thanh ông em bỏ cái tư tưởng hàng học thần thù đi. ai mà hằng học anh, trời ơi, người ta chỉ hỏi anh, hỏi anh thôi. Ông muốn tìm hiểu sự thật ông ngon là ông ra Đà Nẵng đây ngồi nhậu bữa ông hỏi tôi nói cả nhà. Thì ông đừng nghe một phía ông phải nghe cả khách quan. Tôi tin rằng khi ông biết sự thật ra thì có khi ông lại không coi thường nữa đâu. Ai dám coi thường anh? Trời ơi. Nhưng mà ông còn ông cứ nghe nó theo dịch nó nói thêm nó tiếp rồi vô đủ thứ hết mẹ còn đừng có so sánh ông lăng ông diễn ông nọ ông kia đi so sánh mỗi ông có cái riêng của ông chứ khi ông yếu mặt này ông mạnh mặt kia mình phải tôn trọng người ta Thấy không, anh thấy anh khôn chứ. chưa? Thấy anh khôn chưa? Đó là lý do tại sao em nói anh không cần chạy lát sực. Tại vì anh khôn quá trời, anh không dám đụng tới mấy ông nội kia. Anh khéo quá trời mà, hèn chi mà. Rồi vậy Bữa nào ra đánh góp với em ha. Bữa nào chỉ em giật vài chiêu nha. tướng nào mà kiểu này sẽ chưa quánh được Vậy hả? quánh quánh vô nó là không phải đồ hỏi cái kim cây bình tĩnh không phải cái hấp tấp nghe họ nói cái tin cái thông tin này cho mình nghe cái tấp nghe cái mình chụp liền mình tưởng như thật tôi tưởng là mình đang đánh quân được Trời. vô là họ hết sức trầm tĩnh họ bình tĩnh họ quan sát Anh đánh được họ mấy lỗ anh luôn nói em tin nghe họ coi, được quá lắm anh đánh được mấy lỗ rồi nói em nghe. đánh mấy lỗ vậy đánh 18 lỗ đánh mấy lỗ Wow, con mày thứ dữ đánh ta. mấy lỗ làm sao cái chạy ông không hiểu về gôn ông hỏi ra là tỏ rằng ông lơ mơ về gôn lắm mà lại hay nói mình biết mình đang ở đâu gôn chắc chắn ông là người không biết đánh gôn nghe họ nói gôn cũng nói gôn vô thôi No, em hỏi ý ý em hỏi anh là anh đánh cái sân góp á, thường thường anh đánh bao nhiêu sân, bao nhiêu lỗ? Thí dụ người ta đánh cái sân 6, cái sân 8, sân 12, 18 lỗ. là thì sáng 18 lỗ đánh hết 15 lỗ về thôi chứ đánh sáng đến 11 giờ 15 mà sao không mấy Man, ông nội này ông quá giỏi. không cũng Phục, thường thôi không rất giỏi lắm rất là phục anh. Hèn chi mấy ông kia muốn bứng anh đi mà bứng đâu được đâu. Không? mà bởi vì cái không trong sớm đó đấy mà muốn đứng đây thì cha muốn giành bí thư thì cha muốn leo lên chủ tịch thì nổi lên quánh Mà cái kỳ đổi rồi, trọng ra không có quánh cái kỳ rồi thằng nào hàng, cái thằng nào mà nó muốn bức anh dữ vậy? Ông đấy thì Trần Nhân đó Thanh cái đó. ông ấy Trần Nhân Thanh phải không? cái ông phó bí thư ông trưởng công an ông đều muốn hết ông muốn làm bí thư vô trung ương là ông muốn mày lên như để ra làm chủ tịch rồi cuối cùng bể chuyện trước hết là anh không chính nghĩa cái đã chứ không phải là tôi tài giỏi đi đâu mà trước hết là anh không chính nghĩa cái đã có quả thật là cái chuyện là thăm có thâm nhũng trong ngon hai là đặc biệt là đồ số ngon nó có đóng của 7 tỷ đó cho nên ngay cũng dân Nguyễn Quá Thanh mẹ ôm mà chạy xem kia nay có thành khi thôi đi trung ương nó điều bổ ra ngoài Hà Nội để mình tái đổ ra là mình tha mình lên lòng thì mới nói cho nó thật thà với nhau với cái đã nếu có đây không anh có cái câu chuyện đó có ở đây không cái đấy nè nó có chuyện tranh giành chức quyền không cái đã rồi mới bằng đến chuyện khác mà nếu nó có thì thôi thì các cái chuyện khác thì dễ bị xuyên tạc làm Còn cái khu Furama là anh có dính vô không? phu trong hoa hả Dạ. phu trong hoa mất thì dính vô mình Của nó của bọn Sovico chứ tôi liên quan quan gì trà tới đó, bảo dạ, tôi quan trà đó. thế Tôi quan trà sao đó. Cái công quan ty trà quan mà không trà có đó. dính Không dính à? quan trà là quan trà đã nói là sao của bà chị con ông bác
Ồ, đó là bà chị anh chứ không phải Ông của anh. kêu đó, ông kêu đó sau ông bác đó. Dạ. Thì bà nó bà cũng giống như mọi người đó thôi, thì người ta thuê đất thì bà cũng thuê đất bà làm, có vài ngân hàng mấy trăm tỷ không có biết không. Cái nói theo kiểu này vô cùng. Cái ta ưa á bà cái chị chỗ này tự nhiên cái là cũng cứ họ làm không cho họ làm để họ chồng bà chết rồi. Mà ông già bà là nhà tư sản đấy. Vậy hả? Ông Rồi Nguyễn Trương đó, đó. lúc anh về Là ông Nguyễn anh có Trương đắt á, ông Nguyễn Trương đó là hồi đó ông giúp bà già mình buôn bán rồi này có tội vốn làm ăn là cái ông đó đấy. Hồi trong chiến tranh đó. Nó có dầu rồi vậy mời điện má rồi đấy. Thật thà sơ báo cho ông vậy trời đó. ơi, thật thà gì anh ơi, cái này hỏi thăm em, lúc lâu lâu hỏi thăm đại ca của em thôi chứ thật thà gì mà khai gì chi. Ủng hộ anh không hết rồi, ủng hộ anh không hết chứ. Ông thuộc cái diện nghiên cứu cũng kỹ đó nhưng mà không làm được gì nhau đâu, đâu không làm bại là tôi đã sợ khỉ mại thằng cha nào hết chị chưa. Bây giờ Quan trọng là xác định là anh đừng em làm hỏi anh nè, bây giờ anh biết cái đối thủ của anh hiện tại là ai không? ấy Đối thủ hiện tại của anh biết là ai không? đấu thủ hiện tại thì Cái no, anh biết thằng nào đang dòm ngó cái ghế của anh không? cái nhóm cái nhóm tủ là thôi cũng nhóm tủ là thôi Vậy hả? nhóm hầu tổng bộ năm 2000 đó thôi. Ồ. Là tụi nó vẫn còn ngắm nghía, nó vẫn còn ngắm nghía cái ghế đó, nhớ âm thanh nữa. Nói chung cái nhóm trong năm 2000 đó thì cũng nhóm nó lần hoàng lâu nay cũng một nhóm nó thôi chứ tôi không đụng vào nhiều nhóm. Nhóm nó thì còn còn chết mà trong vô hồn nhưng nhiều mà khi nhưng trong mà anh tôi. kéo ông Minh về rồi anh lo gì nữa, có ông chủ tịch Đấy. Minh đứng đằng sau lưng anh rồi anh lo gì nữa, anh kéo về là anh quá hay rồi. Để lại. Minh đó, Bên nào? Trần Văn Minh Thì Trần Minh cũng đang làm chủ tịch cái kéo vậy. thì anh không bảo kê nó sao nó được vô cái ghế đó anh, trời đất ơi. Làm vậy cái có đứa muốn làm tốt phương án mà không được làm không đâu không có anh không lên tiếng, không có tiếng anh đặt vô đó ông nội ai mà vô được, nói thì chơi hoài anh hả. không phải riêng thằng Minh mà hàng loạt cán bộ ở Đà Nẵng thì mình cũng anh em nó cố gắng nó phấn đấu rồi mình cũng có góp phần vào thằng cái Dạ việc thấy đó. thấy không, em nói phải có tiếng của anh chứ, anh không có lên tiếng thì sao mà vô được, nói chơi hoài. Có lên tiếng là mình phải xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận kế thừa sau này chứ mình ở miết Đà Nẵng đâu. Đấy lúc nào đó rồi họ cũng bị động đi làm nó đi khóc thôi. Nhưng mà làm sao họ điều động anh đi, ngu gì anh đi, anh ở đó anh làm vuông cõi sướng nha, còn tội gì vừa đánh golf vừa đi tắm biển, hơi sức đâu đi qua mấy giờ kia mà được đi tắm biển anh. Đến lúc phải đi có những lúc cũng phải đi Làm không có sao được, làm mãi bây đâu. giờ em nói anh nghe nè, bây giờ nó muốn anh đi anh cứ nói là ok, giờ tao bệnh nữa tao không đi được, làm gì nhau. Cái này dễ thôi nó đơn Dạ giản thì nè anh báo tịch bệnh bệnh nó thì cũng quá đơn giản mình làm cái gì phải hàng yếu thế làm gì phải hàng yếu nên cái tâm tịch tôi nhé. Còn giả bao nhiêu năm nữa thì họ phân công cái mặt trận nào thì mình chiến đấu mặt trận đó mấy năm nữa thì mình nghỉ hưu thế thôi chứ mắc tiền thế tốn tránh nghĩa vụ đi đó không làm chỉ do Bây giờ rồi anh nghĩ là khi nào mà ông Thanh ông ra tù á, anh nghĩ là ông có trở lại ông trên không? Cái nhóm năm 2000 nó đó. Hả? tảo mà làm gì ổng đâu có ở tù. Em nói anh không có tù nhưng mà đàn em của ông sẽ cho đàn em của ông ra nó kiếm chuyện anh sao? Nó chỉ quên lên ông thôi. Cảnh cáo ông thôi. Cái chuyện nó cũng có thể có xảy ra nhưng mà cũng không đơn giản. Khi anh nhớ là khi anh có lực lượng của anh họ có lực lượng của và anh đấm họ một cái thì họ cũng cũng đập anh một cái. Anh chơi họ một cái anh sẽ nghĩ cái hậu quả họ sẽ chơi là anh một cái Em nói thiệt chứ bây anh đừng giờ bao giờ ông nội nào dám đừng chơi bao anh, giờ với cái cương vị của đừng anh bao ngày giờ hôm nay, là với cái cương vị của anh với ông Minh ngày hôm nay, ông nội nào dám chơi anh nữa. Ấy vừa rồi nó chơi đó nó ăn chơi vẫn chơi chơi vẫn chơi thôi Nó quậy chơi anh cho làm biết sao, được cái chơi. nó quậy anh làm sao anh vậy? anh cần không thấy cái xe ra mà anh còn tiếp tục anh quậy người ta là có khi nếu mà nói về tâm linh á thì cuối cùng nó cũng hại chứ chưa nói người trần chưa nói người ở trên dương thế nữa mà cái về phía tâm linh á mà nó cũng không để anh yên đâu. Bởi vì anh người ta sinh ra để làm điều thiện nhưng mà làm điều ác nó mất thì anh quậy người ta
anh cũng 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 có sự nghiệp, cũng cũng nội tâu ngũ vợ đấy, mắc chi anh cũng có căn nhà, anh thì sốc nhờ người khác. Như vậy là thằng Thượng Tá Vĩnh nó cố tình nó chơi anh mà nó chơi không nổi hả? Vĩnh không? Nguyễn Văn Vĩnh đó, Vĩnh là tôi biết bảo. ở bên Liên Chiểu á, Không, mình không biết, không không biết biết cái hả? nhân vật đó. Vì có Nguyễn Văn Vĩnh nữa, đang nói tầm bậy nữa rồi. Không phải Nguyễn Văn Vĩnh Đã sao? có, không có, đã có Nguyễn Văn Vĩnh một trời. Ở đây không có tay Nguyễn Văn Vĩnh nữa, hiểu chưa? Em không tưởng có. là nó quýnh anh cái cú đó là nó cũng tính knock out anh, nó với đâu hay giỡn nào. Làm gì mà thông tin ông tự ông đặt ra ông nghe ông đau ông vô cái đầu ông để cái lục gì không như vĩnh luôn á hả không vĩnh luôn bánh thôi Hoàng Trung Hiếu không phải hả? không đó Không phải luôn hả? còn những tay vừa đặt kiếm phá nọ tung phá kia là có tấm bại không có thật còn những cái không có thật Vậy anh nghĩ cái đám mà 2.000 đó là mấy mốt nó comeback Trần Nhân Thanh, ngoài ổng ra ổng còn thuốc rồi kia cái sao? đám này lâu nay thì cứ quánh miết như là trên đã thả đâu cái đây mình yên bây giờ đâu quánh mình cứ quánh đâu chứ quánh mình con giá mà trả rồi cái đâu cũng làm gì người ta làm lúc nào cũng vừa chơi trái người ta không tư tưởng mà nguy hiểm đó thì anh vô thì anh gạt vô tỏ phú mà gạt hết phương thì không có đâu anh vô có tỏ phú thì được gạt anh tỏ có phú nghĩ là anh có nghĩ anh tính một cái đường nào mà tới khi mà anh nói ok bây giờ anh hu anh về hu nghĩa là tụi nó quất ngược anh lại không? Anh có tính tới đường đó không? có chứ có tính ấy chứ Vậy hả? có tính ấy chứ nhưng mà Nhưng mà anh phải ba rê kỹ muốn à, anh không ba rê kỹ là tụi nó quậy anh là anh mệt à, không sợ không sợ hả? có khi hắn chưa có khi hắn quậy được cá hắn sẽ trả giá là khoảng cái rưỡi với hai cái thôi Vậy á. chứ không phải đơn giản vậy đâu hắn đó là chủ quan hắn nghĩ nữa thôi hắn luôn luôn người ta bỏ biết cũng giống như nãy ông hỏi rõ gì ra nào bây giờ tôi nông khơ với ông cũng biết tôi trung tâm nó làm ra ông biết tôi cao vợ chạy chính cái không biết nó đó chính cái không biết nó mới thắng đó nên chúng nó chỉ biết chúng nó là thôi chúng nó có biết người khác đó chị trọng tài rồi bộ trời cho nên quánh vô cái phù ăn đau biết mà ca thú ngày nào cũng tới tối ngủ không được là bởi vì nghiên cứu không kỹ hiểu không hết được họ dạ chứ họ không hát cờ đó trong biết trời không biết tôi bỏ chạy ra chạy thì chúng nó cũng vậy đó thôi cũng ngủ minh nó thấy người ta tới cái điên tiết lên cái người hô sung phong sắp đó khà vô quánh rồi người anh chơi ba anh cái anh chuẩn trò bị bỏ cái chùa chiêu rồi anh chuẩn bị cái chiêu nào mà anh tự tin quá vậy anh Thanh? ấy Anh chuẩn bị cái chiêu nào mà anh tự tin anh quá vậy? Anh không nghĩ là lúc đó lúc à mà anh kêu hu anh rồi có nó. vào mà nhưng mà đủ sức để đối phó với cuộc đời đừng hù dọa nhau vô ích kể cả ông nữa Ai dám hù dọa anh Thanh? Trời ơi khổ thiệt. đừng 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 ông nhớ là một cơn gió vần thoảng thoảng qua cũng để lại một lá vàng một cơn gió thoảng qua cũng để lại một lá vàng rơi xuống tức là cái vết tích á cái cơn gió thôi mà vẫn để lại cái dấu vết chứ không phải đừng tưởng rồi làm đi họ không biết hay sao đó là một cái sự nhầm lẫn ngô nghê nhiều nhiều thằng lãnh án tử hình cũng từ cái trò đó nó đâu phải ăn lợn nó có cái giá nó trả chứ đâu có đơn giản còn còn đối với bọn mình cái trò chơi cái trò chơi cùng lắm ám sát thì cùng cái gì chết gì thôi thì cuộc đời ăn cũng đến lần đó thôi chết gì thôi hồi nó cái chuyện bình thường mới đào mới ai cái cũng chết gì thôi cho biết cái gì cái cũng giống như chân trành nó thôi nhưng vẫn qua nổ cái bình cái cũng giống như giấc ngủ địa ngục thù nó thôi nhưng nó lộn kỳ nhưng mà hai lần mình chết thì khi cả nhỏ hay cũng to sót luôn ai biết được họ không có kế hoạch họ không tính toán hết chứ đâu để cho nó yên cũng có lúc cũng sơ hở rồi lãnh đủ mà lãnh đủ khi giá đất lúc đâu nó qua vậy nhưng không có bàn bàn trả lại bàn như thế đâu những con gòn những cái trầu này trầu thì bởi vì mình không có đấu thử nhiều cho nên cái loại mà đánh trực quan theo cỡ đó thì biết ngay là cái nhóm đó thật không thể cái nhóm khác được mà những mỗi cái nhóm đó thật.
nhóm mình thích tiền tiền ra không được cái cây số quánh người ta cái rồi mẹ mẹ bệnh ta la tắc lát ra cái thù cái quán tìm cách để trả thù bởi qua cái trò nó biết cả rồi không những cứu rồi đó chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà lúc anh chuẩn bị mà lúc đó anh đã hư rồi làm sao mà ai đâu mà che anh nổi. À không, vấn đề là che không che, nhiều lúc đã khi đã chơi tới cái lúc đó thì hầu nó không cần nó hư không hư nữa. Hầu nó là gọi là chạy tài rồi, hiểu chưa? À, cái hầu nó chơi theo kiểu nó là lấu lấu nó không còn lệ nữa. À, sau cái lấu văn vô rồi thì hầu nó hư không hư gì, không có che không che vậy. À, võ tính là người tháng thôi. Kiểu kiểu này thì em nghĩ là anh phải kiếm mấy thằng đàn em vô nó ném ở nhà anh à, không thôi kiểu này nó không cần hả? Cần. À, mình có người xã hội nó cũng đầy. Yeah. Không cần phải. Nhưng mà anh biết không, nhiều khi á, nhiều khi lúc 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 nhiều khi á, anh biết không, nhiều khi lúc mà anh đang còn quyền còn chức á thì khác, nhưng mà tới chừng lúc mà anh hết chức rồi đó, lúc đó là tụi nó mới trở mặt á. Anh có nghĩ đến cái chuyện đó chưa? Có nghĩ tới chứ, nhưng mà không chả có mình có lộn chi bậy bạ với hắn đâu, mình tưởng mà ông có tụi mình làm bậy với hắn cái chi, cái mình nghĩ mình đi ăn tố lên nha, ông mình không làm bậy với hắn đâu chứ. Ông Thanh em nghĩ ông còn ôm hận anh lắm mà anh đương nhiên. Cái đó là đương nhiên mà nãy nói rồi, nó chết trong vô tăng hồn, nó cũng trước khi vô hồn nó cũng góp, cũng còn chưa quay nữa. Chuyện nó đương nhiên, nhưng cái lỗi thuộc về ai nó phải tự hiểu. À, chứ mình gây ra cái chuyện đó, nó tự gây ra thì chút lấy đây nha, tại sao nó cũng đổ một lần người ta. Rồi mai mốt mình nó lúc mà anh hết thời rồi nó lúc đó nó quay ngược lại, quân tử trả thù 10 năm không muộn à, đại ca. À, cái gì đó mình có được không nào? Nhưng mà anh trả thù xong rồi hắn yên à? Hắn có yên không? Sao anh biết là nó vậy? Nếu mà nó chơi sao anh biết là nó chơi? Thấy sao anh biết nó chơi anh? Nếu mà nó muốn chơi nó mướn nó kêu đàn em nó chơi chứ sao anh biết? Nó chơi thì dễ thôi, nhưng cái giá phải trả. Cái tuần chơi thì cũng có thể chơi được. Không cần như đương chức đây mà khi cố tình nó chơi thì dù lúc hắn vẫn chơi được. Nhưng mà cái quan trọng là cái giá anh trả. À, không phải tổng thống Bush, Putin rồi các thứ rồi đánh Việt Nam là hậu nghị đó, nó ở trong đất nước Việt Nam này là không có người ám sát được đâu đấy nha. Phép vua thua lại làng anh Thanh ơi, em nói anh nghe. Nhưng bây giờ nó canh nó rình anh, anh hiểu không? Bây giờ nó canh nó rình lúc mà anh không còn đưa chức quyền nữa, không còn làm bí thư nữa, lúc đó nó quốc anh là lúc đó sao anh biết, lúc đó sao anh trở tay kịp. Anh cũng phải thủ thế mình sao chứ. Mình không để tay kịp thì mình cũng đã bằng vào cái lúc mình tổng đồng đương chức này rồi, mình đã chuẩn bị từ lúc này nè. Tức là khi xảy ra cái đó chỉ có bọn này thôi. Nếu nhắm như bọn nó tính là sao hết. Và thanh toán là tại này đã nặng đủ được yên tí. Nó không thể dứt sạch lúc được đâu. Đụng đến anh Thanh thì ít ra nó anh Thanh mà gãy cái tay thì anh Thanh mà gãy cái tay thì nó cũng phải là gãy hai cái chân phải không? Thấy anh Thanh mà gãy một cái tay thì nó cũng gãy hai cái chân phải không? Đâu có giỡn. Đương nhiên cuộc đời phải lời chứ làm gì có lộ. Cuộc đời đã chấp nhận vô cuộc chơi rồi, bao giờ cũng tính cái lời. Trường hợp bất khả kháng nó lỗ thì quá hèn yếu. Còn hắn yên tí hắn chơi được. Nhưng hắn chơi được rồi thì cái giá sẽ trả cho cái được đó. Chứ không bao giờ đi là. Nhớ là anh cũng sống ngày rồi anh trả ra, chứ anh đừng có nghĩ rằng anh là siêu việt và cho tay cái họ thế kia. Anh cũng là ý hốt gió mẹ. Ba cái trò nó là mẹ anh quá mẹ anh tính với họ có tính nha. Giờ tướng anh đi nước, họ đi nước chứ không là anh dành anh đi hơi nước bầu à. Anh cũng để họ tính nữa chứ. Anh tính đến lúc đó anh sẽ chơi cái trò đây vào kia thì họ cũng phải chuẩn bị cái lực lượng, cái kế hoạch để khi xảy ra rồi thậm chí họ không tranh đấu được thì cái điều gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ. Họ cũng phải tính toán nhé. Đầu của họ ngồi yên với anh, không phải tới hồi nó không có tính đâu. Nhiều lúc hắn không hình dung được, nó không hình dung được cái giá nó phải trả.
mà đừng nghĩ là mình làm được, họ không bao giờ làm được gì mình đấy. Mẹ thằng Mỹ cũng chủ quan đó, cho nên cái tụi đầu hồi nó lái máy bay nó hút cha vô cái tòa thương mại quốc tế sụp đổ chết mấy ngàn người đó, là do hắn chủ quan, hắn nghĩ là không ai làm được nói. Cái họ vẫn làm được đấy, đừng nghĩ là họ không làm được. Khi mà cái ông nhớ, khi mà cái chính nghĩa mà bị người ta họ vùi dập thì cái sự trả thù nó cũng nặng nề lắm, nó cũng quyết chiến lắm, nó cũng ghê gớm lắm, chứ nó không đơn giản đâu. Nó cũng dễ gì nó bình yên đâu, nó chịu. Ông đi ra ngoài đường, ông nếu tôi ngồi trong nhà mà ông là thằng ăn cắp ăn trộm, ông vô mà tôi phát hiện được ban đêm, tôi quấn ông què cái chân, thì ông không thù tôi, ông thích là thích nhưng mà ông không thù dài. Nhưng nếu đi ngoài đường mà tôi là đi đá mà ông phải va chạm vào nhau, tôi ỷ mạnh ỷ đông mà tôi quấn ông mà què cái chân ấy, thì thế nào ông cũng tìm cách ông trả thù. Chủ đời ông đã ông sao ông cũng nghiên cứu đến đời con để mà trả cái đời ngon chịu về, thì cuộc đời hắn thế thôi. Nếu mình xác định là mình có chính nghĩa hay không thế thôi, mình đừng làm gì mà phi nghĩa ấy. Mình làm gì họ thù hỏng mình, họ giành cái chức chủ tịch họ giành không sao, đại hội đảng lọa ra rồi cái cuối cùng họ cai cứu tức tối, họ quấn tiếp, họ quấn tiếp thì họ xúi giục đi rửa tiền đơn đi nọ kia, cái cuối cùng đó là những ngày bầu cử hội đi rửa tiền đơn, cái cuối cùng cũng không bắt được thì đó mới ra mà có căn cứ có chân lý. Thì mà mình bị thâu chức, bị kỷ luật, và cái chuyện đó là chuyện 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 hạ là mình hay là mình tự gây ra, đó là chiêu quánh đó nha, chiêu quánh đó nha, nó đỡ không đó nha, chiêu quánh người ta còn phức tạp đó, chiêu quánh đó. Có đụng vào đó thù cũng không thù, ai làm gì mà thù, trước vợ trước con gì thù, còn có việc xe cuộc đời xe mà không thấy cái xe mà còn còn cố đắm ăn sâu thì chuyện ai biết điều gì diễn ra, còn sợ thì mình không biết sợ đâu. Mình không thách thức ai hết nhưng mà sợ thì mình không biết sợ. Cái lúc tụi nó Nó cũng cái lúc tụi nó quýnh anh đó, anh có run không thằng? thế đấy Cái lúc tụi nó bắt đầu ra 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 chiêu nó quýnh anh đó, anh có run không vậy lúc đó đó? không luôn không Không run luôn mà. bởi vì tất cả cái hành vi mình làm là mình kiểm soát hết, không có gì luôn hết. Anh có Nếu báo mình trung làm ương mình đợt tâm đó bậy không? Đợt đó tụi đó tụi trung ương có mình kéo. làm tâm bậy nha, mình mới sợ. Đợt đó trung ương cũng xuống dữ làm dữ mà anh có bảo kê rồi lo gì nữa. Không có, không phải bỏ kê đâu, mà sự thật nó không phải như vậy. Sự thật giống như ông nói xem như bích vô điều tra thì không có, lấy đâu ra chạy như tôi được ấy đó, ấy giận ầm ầm tưởng như ghê gớm lắm. Năm tháng một bãi đoàn thanh tra kiểm tra bỏ kê cái gì, cái đó nó có một số ở bên phe bên đó là bỏ kê, đồng bỏ kê được, nó không tư thực, nó không có là gì quánh giải chuyện dựng chuyện, nó lấy gì quánh gì đó vô duyên. Giống như xanh biết ông nói đó đó, còn vô kiểm tra một quả thật không đó thì lấy cái gì quạnh, quả thật không có thật đi thì ông lấy nhiều quạnh gì ta, cái anh đó là mua quạnh anh Thanh anh có can thiệp được cái vụ ở bên Lý Sơn không anh không có hả? không liên quan gì đâu. Tại vì mấy cái ngư dân ở Đà Nẵng nó cũng nằm trong phường đó cũng ra mà nằm chung cái xóm đó mà hả? Lý Sơn không nói. Không có hả? Lý Sơn quận Ngãi, Lý Sơn chỉ đàn tảng. Ồ, nó nằm xa hả? Ông thấy địa hình, ông muốn không thông phục nữa thôi. Xin thú lịch tịch, nói nhiều sớm, mà cũng tụng cả đâu rồi đâu. Không, tại Đà Nẵng rồi thì... em thấy mấy cái người đi 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 lưới mà bị tụi kia nó bắt đó, thành ra không biết anh có can thiệp, anh có làm có hỗ trợ đồng bào, có lên nói được tiếng nào không? Đi núi nào? Mấy cái ghe cào đó, ghe cào ra ngoài Hoàng Sa đó, ngoài Trường Sa đó. À, có nói là ở bên trong quận Ngãi. À, trong quận Ngãi. Ở trong Đà Nẵng có một vàng ghe cào mà. Chuyện nhà báo cáo. Thì Không nghe hả? ghe cào, ghe kiếp gì anh. Bây giờ giữa mình với Trung Quốc tranh chấp trên Biển Đông, mình chỉ cái vùng biển là mình nói của mình ăn, bỏ của ai của hắn. Thôi tránh cho chỗ khác thì vô mấy chỗ này thì cho nó bắt bắt lố rồi thôi. Nếu bắt đầu thả là thôi. Nhưng mà hồi nào giờ đó nó giờ nó hồi nào giờ đất đó của mình mà anh, hồi nào giờ người ta đi đánh lưới ở ngoài đó mà giờ ra bị nó tịch thu tàu hết rồi sao dân lấy gì ăn không trời? Thì mình cũng báo tin đó chứ, mình Đà Nẵng đã từng dí tàu con dầu của Trung Quốc 3 lần chạy,
hại rồi, ông có biết không? Vậy hả? Tôi chỉ đạo ra dùng một lúc mà 500-600 chiếc tàu đánh cá hút mẹ vào dòng khoan của nó phải vỗ dòng khoan lên nó chạy, ông có biết không? Nhưng mà cái vụ đó em có thắc mắc nè anh Thanh, tại vì thí dụ giống như là mình gặp tàu nó đó thì mình chỉ thả, còn nó bắt ngư dân mình đó thì nó tịch thu tàu thì giờ làm sao? Nó thả người. Thật ra là mình là một nước nhỏ thắng nước lớn, tàu hải quân của mình giờ đọ với nó đọ không nổi đâu, cho nên nhiều lúc là mình hơi yếu thế hơn là cái chuyện cũng bình thường thôi. Theo mình cũng hướng cũng nọ kia có thứ rồi đó, nhưng mình chưa đến cái đoạn mình bữa nay mới đi mua tàu ngầm năm 2012 mới có mấy chiếc. Trong khi hắn hùng mạnh như thế mình đọ sao lại hắn, cho nên cái thế của một cái nước yếu giống như thằng Lòn, ông nhà họ đông con cũng giàu có mà ông cũng cái nhà nghèo đụng độ với họ thì bây giờ ông cũng ở cái thế yếu hơn. Anh Thanh, hồi đó đó em học lịch sử đó, Trần Hưng Đạo á, Đức Trần Hưng Đạo của mình á, xuồng gỗ mà còn ra đánh được tàu được mà, tại sao bây giờ mình lại nhẹ nhàng quá vậy? Ông học lịch sử nó ông học không đến nơi đến chốn. Lịch sử đó là Ngô Quyền mà đánh ở trên Bắc Trần Giang, ở trên sông nước khi mà nó vào trong này kia, cái chỗ ở ngoài biển Trần Hưng Đạo một sao quánh với nó ngoài biển đó. Mình làm gì có tàu bè mà đi ra ngoài nó quánh nhau với nó mà làm sao thắng được khi nó vô đây kia. Đấy, nó vô như năm 79, hành quân cái Bắc nó vào như cái mình quánh cho tơi tả rồi đó. Đó là khi hắn vô trên đất mình á. Còn ở nguồn biển, phương tiện của mình làm đang đủ dùng đại bằng nó được. Đó mình phải thấy. À, không lẽ giờ mình bỏ cuộc sao anh? Không lẽ giờ mình đầu hàng đó anh? Không phải đầu hàng, nhưng mà mình phải từ từ, mình tranh thủ, mình đừng có căng thẳng lên, đừng có quánh nhau để mình xây dựng đất nước không mạnh lên, có tiền. Rồi mình mới mua vũ khí hiện đại về, mình mới trang bị, lúc đó mình mới sừng dây sừng giải lên, mới quánh nhau với họ. Bây giờ ngư dân mình bằng tàu cây mà nó ra bằng tàu sắt thì hỏi anh mình phải đợi bao lâu nữa rồi mình mới mạnh được anh Thanh? Không phải đợi bao lâu, bởi thế thì bao lâu thì phải giữ bình yên trong đất nước này, xây dựng lên cũng có tiền có nào rồi mà hồi nó mới trang bị, nó mới tới thế hệ con em sau này, chứ bây giờ thì không làm nổi từ lâu. Vậy bây giờ ngư dân mình phải báo họ là không được ra ngoài vùng đó ha, có nghĩa là biển của mình thì không được ra. Thì mình vẫn ra, nhưng mình ra đến cái chỗ mà tất nhiên anh có nhiều vùng tranh chấp, nhưng cái chỗ mà tranh chấp nóng á thì thôi đừng ra. Cái chỗ mà tranh chấp mà cũng còn tranh chấp, nhưng mà anh ở cái cam này thấy thì mình ra đó mình đánh được rồi, cái mắt gì mình qua ở khu vực tranh chấp cho nó phức tạp ra. Mà ngư dân họ có biết, ngư dân họ có biết chuyện đó không anh? Đồng bào mình có biết chuyện đó không anh? Cái gì? Đồng bào mình có biết chuyện đó không? Có báo cho mấy cái người đánh cá ngư phủ rồi biết đừng có ra vùng đó không? Tại sao mà họ vẫn cứ ra để bị bắt hoài vậy? Có, họ có biết chứ, nhưng mà bởi vì những chỗ đó là cá nó nhiều. Ở đây họ cũng nói chung họ cũng hơi tham lam, họ toàn ra. Cái báo thì vẫn có báo cho họ rồi chứ. Nhưng mà ra đó chỗ nó cá nó nhiều. Nhưng mà đó là vùng biển của mình phải không anh? Đó là vùng biển của mình phải không? Đó là mình nói vùng biển của mình, nhưng mà nó nói vùng biển của nó. Chưa phân định được, mình nói vùng biển của mình nhưng nó nói vùng biển của nó, nó mới gọi là tranh chấp biển đông. Theo như anh thì phải làm sao? Đấy. Theo như anh thì mình phải làm sao? Thì một mặt thì mình cũng vạch trần ra cái chuyện đó, kêu gọi quốc tế ủng hộ này khóc đi đấu tranh bằng con đường ngoại giao. Mặt thứ hai nữa, mình tranh thủ xây dựng đất nước để có đồng ra đồng vào, là mình trang bị vũ khí cho hiện đại. Để khi mà cần thiết thì cần giáp chiến với nhau thì mình vẫn có những cái tiềm lực quân sự cho nó mạnh mẽ lên thì mới chiến đấu được với người ta. Sao chứ làm gì chứ? Em thấy giờ lo thân mình chắc ăn anh ơi. Chứ bây giờ mà lo đụng mấy cái chuyện đó mất công sinh mạng của con người quý lắm mà. Lo gì? Lo thân gì? Hả? Thì anh nói gì sinh mạng gì? Thí dụ giống như anh vậy đó, bây giờ mình đi đánh góp, mình đi tắm biển sướng hơn, hơi sức nào lo mấy chuyện đó. À không, cái chuyện này là tắm góp, đánh góp thì có đánh góp mà. Khi lo chuyện này phải lo chuyện đó chứ, chuyện nào không phải lo chuyện đó. Khi mình còn đương nhận nhiệm vụ thì mình phải lo chứ. Còn đánh góp là ngày nghỉ, mình đánh góp thì ngày thường mình đâu đánh.
Anh Thanh, cái vụ Dạ mà chị nói. anh đưa tàu ra đụng vô giàn khoan của nó là hồi nào anh Thanh? Cách đây một cái cách đây 2 năm, cái cách đây 4 năm. Mình đưa tàu gỗ hay đưa tàu sắt anh Thanh? Đưa tàu đánh cá là tàu gỗ. Mà đụng vô giàn khoan Đưa cách nó phải bỏ chạy. bỏ chạy, bởi vì mình cắm cờ đỏ sao vàng lên, nên là mình nổ máy, mình hốc vô, Tàu gỗ mình hốc hút vô vô giàn máy. khoan nó không bể anh. Nó hiệu là nó đổ dừng lại, rồi là nó tháo giàn khoan, nó đây nó không còn nữa, Nhưng mà nó kêu là tàu con mình gì lủi thẳng đó. vô, thì nó tự động nó kéo ra nó chạy thôi. Đuổi thẳng vô, bởi vì nó có thể nó giết lúc hơn gần 3.000 người, nó giết nổi không? Bao nhiêu chiếc ra Là anh Thanh? có lúc là những hơn 500 chiếc. 500 chiếc tàu gỗ ra bao vây hết cái giàn khoan đó. Mình có chụp hình, mình có đăng báo không anh Thanh? Ủa sao kỳ vậy? Tôi đi làm chuyện đó, mình im im lặng, mình đấu tranh thôi, để nó đỡ cái thế nước nhỏ, cho nên phải có cái cách. Em có hùng hục cho với người ta được đâu, đánh nó có mưu có luật thì nó, chứ không phải cái hùng hục bằng cái ăn hái nó xông lên nó tiêu diệt người ta đâu. Quánh Xong mình sao tôi cái đỡ bà vụ nội đó anh có báo lên trung ương không anh? trung ương chỉ đạo. Chỉ đạo đó hả? Mà nghe tàu mình ra đem súng AK hay là đem B40 anh? Không 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 có không hả? đem súng, Không đem không súng gì được hết. đem súng, không được đem súng, chỉ là dân sự thôi, không có súng ống, không có bộ đội, chỉ là hòa bình thôi. Người ta gỗ chỉ vây quanh thôi. Em nghĩ Ở đấy đó chiếc mà tàu đó đánh mà nhau lủi đó. vô rồi, chiếc tàu gỗ mà lủi vô cái khung giàn khoan sắt, em nghĩ chiếc tàu chìm chứ khung giàn khoan sao chìm anh? Chưa kịp thúc vô là nó đã bắt nhận nó đi rồi. Thấy bộ vai không chuẩn bị hút vô, nó đã dơ cờ hiệu, nó rút lui rồi. Ông làm sao biết được qua chuyện đó, để ông Thì anh nghe đang nghe đâu anh nghe chuyên anh môn nói mới biết, chứ không nghe anh nói chuyện đầu tiên mới nghe mà. nghiên cứu để đi đánh phá người khác rồi, thì làm sao có một cái suy nghĩ cái tầm đó đâu. Trời đất, anh nói vậy quan Ông kem thì cái quá. dạng dạng nghiên cứu để đánh phá Nguyễn Bá Thanh đấy, nhưng mà không có đưa đâu. Nghiên cứu đâu mà nghiên cứu, thấy báo chí nó đăng vậy mới gọi em hỏi anh thôi chứ Ông trời ơi. có nghiên cứu đấy, có nghiên cứu đấy. Ông là thuộc cái lực lượng nào thì tôi cũng hình dung được rồi, nhưng mà tôi khuyên ông là nên làm điều thiện, Dạ mình còn đổ phước đức cho con cái nữa. đại ca, nói quan em đại nên ca, em thuộc lực lượng nào? nên nên làm điều thiện đó. Còn nếu ông ngông á thì hồi nào ông ra Đà Nẵng đây chơi, ngồi nhậu bữa, ngồi ông tìm hiểu những cái việc gì ông cần hỏi thêm một trả lời đó nha. Còn ông đừng nghe một phía Bây giờ à. ok, em ra em gặp anh đãi em chầu bia ha. Sẵn sàng, nó đơn giản thôi. Có chân dài không? Tôi là con người là thích đối thoại Có chân dài không? nha. Tôi sao học mấy cái đó tôi không tham gia à, tôi không tham gia vào cái vụ này thì thôi miễn à, không có giờ nhắn gì đây Vậy à, là uống bia thôi, về cho bạn uống tôi bạn bia nó thôi. ngồi cũng trình nó chờ đó, mà có con giờ nó đập cái Vậy là uống uống bia rồi đi đánh góp với anh thôi ha. à, biết thì đánh mà không biết thì ngồi nói chuyện chơi cũng được, Thì anh chỉ nhưng em đánh. tôi sợ ông không đủ cái quan để gặp tôi. Sao không đủ gan? Trời ơi, gan thiệt Không chứ. đủ quan bởi vì cái tâm ông nó không sáng lắm. Bây giờ ông tự cái tâm ông chẳng sáng, ông đừng là một người mình làm tâm nguyện là điều thiện, mình em làm em điều gì làm gì ác mà đấy. anh nói em không sáng? Em tức chịu không nổi à, anh phải nói chứ anh nói. Thì nó không tin tiền ồn ào như như vừa đầu đâu, không nào là không những vừa đầu là chuyện này chuyện kia rồi ồn ào lên đủ trò hết, đưa lên cả trên mạng rồi đủ đủ Nhưng loại mà em chắc nè. chắn với anh Thanh một chuyện á, em Tôi chắc chắn với anh Thanh một chuyện là anh sẽ được vô Ủy viên Trung ương Đảng đợt này. đang ủy viên trung ương đảng, nó kêu ông nói vô ủy viên trung ương đảng, nó không chả nắm được cái gì.
nghe nói nghe vợ chả hiểu đâu không. Anh chắc không? Bây giờ ba Dũng Tôi kêu anh. đang ở tôi đang ở yên trung ương đảng, anh em bỏ đi vô yên trung ương đảng luôn. No, 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 anh sẽ nằm trong cái nhóm ấy. Nhóm nào? Hả? Nhóm nào thì ông nói đã rõ ràng là vô trong bộ chính trị. À, bộ chính trị hả? Dạ. Tụi chắc chắn không tới đâu. Tại sao không tới? Trời, cái quy của anh mà nó không tới, nó chơi hoài anh Thanh. Dạ, không tới tới cho vô thì cũng đúng là anh cho vô thì cũng đóng góp lúc thằng vô trong cái chung. Nhưng mà chắc không vô được đâu. Bộ nó quậy phá hồi nào thì vô thì... Trời ơi, anh à, mình đồng da sắt à, mạnh cứng rắn mà khôn lanh như anh à, luồn lách như anh à, làm sao mà mình thấy mình làm đây cũng được rồi, vô bộ chính trị đừng thấy làm đây làm cho cái nhắm cái bộ trưởng rồi đó cho làm cá rồi làm năm năm nữa thì về nghỉ rồi nên vô bộ chính trị nó cũng mệt mỏi lắm, cũng vất vả lắm chứ không phải hài hước gì đâu. Vậy giờ anh với lại anh giờ bộ anh nó không hoài đó đánh bộ nó không hoài thì có khả năng cho vô ban bí thư. Dạ, trong ban bí thư luôn. Chứ không có bộ chính trị đâu, ban bí thư đó. Dạ. Có thể là tức là trung ương là cái lên ban bí thư rồi cái tới bộ chính trị. Thì cái nắp cây trung ương nó gọi là nắp ban bí thư đó. Cho vô ủy viên ban bí thư rồi đó. Nhưng với điều kiện là bộ nó đừng quậy thì có thể ra vô. Nó còn như bữa nay đến đại hội nó quậy, nó bôi bắp, nó lung ta lung tung nó thôi chứ ai ra vô thì quậy. Mà quậy không quay xô thì mình cũng đã đó. Mà anh mà đâu, vô thì anh, nào? Em thấy anh đâu cần vô, anh đâu cần gì vô đâu, anh ngồi ở không bây giờ là cho vô thì mình làm, còn không cho vô thì thôi, mất gì phải vậy, mất gì phải bây giờ mà chấp tay lại chúng nó bỏ thâu chứ mày đừng chơi tao nữa, tha cho tao một nước để tao vô tao kiếm bông bí thư tội tao không lẽ đi quỳ gối cho nên đi xin sợ chúng ta à? Mà vấn đề nó đúng thì nó xa cái đã, nó giành chức giành quyền mà cuối cùng nó thất bại luôn, nó thù hận luôn, nó giả chuyện lên nó đi đánh đấm người ta. À, giờ mà phải vì cái chức đó để mình phải quỳ xuống để mình phân xin chúng nó ngu quá là mình hàng dữ đấy, cái chức nó đây nhiều hầu cũng thôi thôi chứ ông chưa không được cũng vô đi nhưng bộ chính trị rồi nó cuối cùng là cũng đến thấy ông nghỉ hưu cũng rầu thôi chứ ông Mai Trúc Lâm cũng không nghỉ bộ chính trị khi người ta họ nể ông hơn chứ chưa chắc cái chuyện đó thành một bộ gì không có gì ghê gớm. Vậy anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao bây giờ anh giữ cái chức vụ này là the best, là đối với anh là ngon lành rồi, đâu cần đó nữa. Giờ không đi đánh góp, rảnh thì đi đánh góp, rảnh đi đánh góp, đi tắm, đi nghỉ dưỡng, sướng lấy mồ. À, cái hồi ra trường đi làm, cái hồi nó nghĩ là mình làm tới ủy viên trung ương, bí thư thành ủy rồi cũng to quá. Không thỏa mãn nhưng mà đại thể là cũng khá không là cao nhưng mà với cái tài luồn lách với cái khả năng của anh em Mỹ anh có thể tiến thân con đường thượng lộ đó là ông nói theo cái giọng của bọn nó rồi ông không biết ông có được bọn nó cho nhậu nhiều không mà ông nói cái giọng bọn nó chứ còn tôi không có tài đi luồn lách đó là ông nói no, ai nói anh luồn lách em nói là anh khéo anh hồi nãy nói em anh có vỏ anh nhớ không ông nhầm lẫn cho bọn tôi không đi dự sinh nhật không nào hết đó là ông nhầm lẫn vô bọn cái thằng luồn lốt chạy trọt là ông không tố cáo nó bởi vì ông ở phe của chính nó đây nè còn Nguyễn Hoa Thanh đây là hộp tháng 10 dương lịch năm 2009 hộp quốc hội là về mãi tháng 10 tháng 1 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 đến tháng 3 tức là qua Tết âm lịch chứ còn không có trước Tết cũng không ra mà sau Tết không ra mà sau Tết cũng không ra Hà Nội. Anh khôn thấy bà ông tôi, anh bỏ tôi khéo ông bỏ tôi lùng lọc rồi nó là ông nói theo cái giọng của no. Ý em nói vậy nè, ý em nói anh vậy nè là anh khôn à. anh biết anh đứng đường nào, anh đi đánh cờ tướng, anh đi hai ba nước trước người ta rồi hỏi sao mà nó đánh anh được. Cờ tướng phải đi mấy nước chứ anh đi cờ nước một cái cờ tướng chứ cờ tướng phải đi mấy nước chứ cũng giống như mình nghĩ giờ mình làm đây rồi thế mình không còn làm đây nữa làm sao mình làm là đến lúc mình nghỉ hưu thì sao mình làm mà đến cái nghỉ hưu nó để mình bình yên thì thôi mà những cái đống mà phù quạt nó tiểu nhân nó chơi những cái trò ấp hiểm thì mình tính làm sao thì mình phải tính từ từ đi chứ tới hồi nó rồi mình há mồm ra cho kịp để mà tính
anh chơi mình nên lũng mình chết quá nó kỳ tử luôn, trang trấu kịp là làm ra à, tính giùm cho mình chờ cái tính đi giờ đi chứ à, đi hầu nó mới tính thì làm vậy để chấp nhận cho cờ tướng mà vô mà đi từng nước một thì thôi chứ làm vậy cờ tướng gì lạ đó, cờ tướng nó biết đánh cờ à, nó tính hết á, rồi có tính toán hết á, tính hết rồi cho nên tương đối chủ động mà không không phải có gì phải lo lắng gì hết. Có nghĩa là trong trường hợp xấu chắc diễn ra thì cũng bình thường. Có bao giờ anh nghĩ có bao giờ anh nghĩ là à, đàn em à, kéo đàn em theo là lúc đó nó phản anh không? Không 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 người có làm gì hắn là muốn phản. No, tức ý là có làm bậy chứ hắn không là phải muốn không phản phải lại không nên phải không phải đàn em, ý em nói là cái nhóm ở ngoài kìa, mấy cái nhóm xã hội ở ngoài kìa. À cái nhóm ở ngoài đó thì luôn luôn cảnh giác hắn chứ. Dạ. À luôn luôn cảnh giác hắn. Hắn cũng đã chơi mình nhiều fan lắm rồi chứ. Hắn cũng cà kiểu nọ cà kiểu kia rồi hắn chơi đâu phải hắn chơi cũng 5 lần 7 lượt rồi thôi chứ hắn không thành công thôi chứ bởi vì mình để ý rồi thì để em nói không ý còn. em nói là vậy đó, ý em nói là khi nào tới chừng đó lúc mà anh không còn anh hưu thiệt rồi đó thì lúc đó cái đám ở ngoài nó nổi lên nó phản anh đó, lúc đó mới mệt à. Không có gì mà chứ mình đủ lực lượng để mình chiến đấu lại nghe ha. Lực lượng nó bây giờ mình đã xây dựng được cách này cách đây mấy năm rồi, mình biết cái cuộc chiến này là hắn dài dẳng lắm nhưng mà mình chuẩn bị sẵn rồi, chuẩn bị cách đây mấy năm rồi trước nhưng từ bữa nay rồi không có đợi lúc nghỉ hưu chuẩn bị đâu, đủ sức có lực lượng để chiến đấu để đánh trả một cách đích đáng nhất, đích đáng nhất là không biết nào, tức là cố gắng là chỉ hòa với lại á thôi, không có thua lỗ, tinh thần là như thế. À, nhưng mà à, lúc anh còn quyền thì khác anh hiểu không, còn lúc anh hết quyền là lúc đó không, là nhiều khi đấy là tính tính đến lúc mà không còn quyền á, đến lúc không còn quyền á, có nghĩa là tính đến lúc không còn quyền á, tức là hồi nó thì hồi cũng dở ba cái sao tiểu nhân thì hồi nó mình quân tử rồi cái mẹ gì hồi nó quân tử rồi mẹ. Mà lúc đó anh à, không còn quyền nghe. Nữa tụi nó không nghe lời anh nữa thì sao, anh nghĩ sao? Không có những loại họ nghe lời, có những loại họ nghe lời, ông trời ông mới chọn đó chứ tôi nghĩ rồi á mẹ, ông xe một thằng đi đốt nhà tôi chưa chắc hắn còn ngần người qua vụ giúp tôi, xe một thằng đốt nhà ông nó đốt nó nghiên cứu cách nó đốt thật sự chứ không phải nó không chấp hành ghê vậy đại ca. Ờ mình phải xây dựng đừng làm em run, đừng đừng làm em run anh Thanh, đừng làm em hồi hộp anh Thanh, tối ngủ không yên anh Thanh. Ông bỏ ra 1 tỷ ông hạ tôi chứ mà tôi cũng có điều kiện tôi bỏ ra 1 tỷ tôi ông hạ là địch ông để thôi. Cho nên cuộc đời đừng hí hố, đừng ngủ ngực ra đây, đừng có luôn luôn cho mình là cái này cái khác còn họ là con này, hiểu chưa? Đừng có tự cao quá, à, đừng có ngủ ngực quá đi, cái rồi nhiều lúc thả họng không kịp. Anh nói anh nói là, kiểu này anh nói kiểu này. Anh nói kiểu này là tối nay em ngủ không yên rồi anh Thanh, làm em rung anh. À, à không, ông nếu tâm ông trong sáng ông đừng hạ người ta thì mất vậy. Còn nếu ông hạ người ta thì mẹ cuộc đời mẹ biết được chuyện gì. Ông đi đốc nhà họ thì nhà họ cũng nghiên cứu họ, tính toán lại cái chuyện của ông chứ. Ông lẽ họ họ là con người thấy nhỉ? Vì ông là con người, ông là mưu cầu trí dài, binh lực hùng mạnh là nọ kia, còn họ là con người thấy. Chính cái suy nghĩ cái đám nó suy nghĩ đấy cho nên người đó thất bại đấy, thất bại đau đớn ghê ghê à, còn nghiên cứu tiếp tục thì còn đang nghiên cứu của chúng nó đang đánh giờ của chúng nó đấy à, mình không muốn chiến tranh cho em xin gia chủ bình yên nhưng mà nếu cần chiến tranh thì sẽ chiến tranh, mẹ giống nói như Úc Tịch mà nói đó à, còn cái leo quần cũng đánh mẹ. Anh người ta, anh Thanh, người ta còn cái lây quần cũng đánh, chị Úc Tịch còn cái lây quần cũng đánh, anh bỏ 10 tỷ ra anh đánh, ai đánh lại anh? À không, cái ai bỏ ông chịu bỏ ra đâu 3 tỷ, ông đánh gì khác, ông gây thắng trước đi mà. Chưa chi anh hâm đem lại đốt nhà, à, em chưa hâm đốt nhà em, làm em... Ông bỏ ra 1 tỷ, ông thuê cái thằng cho nó đến đốt nhà tôi, chứ ông không nghĩ là cái chuyện là hắn cũng nghĩ ra cái kế, hắn cũng bỏ ra 5-3 tỷ. Hắn thuê cái thằng khóc đi đốc nhà mình à, ông không nghĩ ra à, ông chỉ nghĩ ông chỉ đốc họ và họ không có quyền đốc lại à, họ ngu dốt thế à, chỉ có mình ông làm được,
mình ông trai tờ tiểu nhân được, còn họ không biết gì hết, họ không biết làm gì hết. Chính cái đó là cái mà ngớ ngẩn của con người đấy. À, cái mà dạy dọc nhắc của con người là suy nghĩ như thế đấy. Chứ chưa tổng trái chị chú cũng đang hòa mà chưa răng đỏ đích thì cờ đỏ tấu gì đâu mà hù dọa nhau, chả thể ở chuyện đó. Trong trong cái nhóm hiện tại đó, anh nghĩ là khi mà anh quyết định hưu đó, là lúc đó là có thay người giữa dòng không, hay là họ sẽ bằng mọi cách họ giật cái ghế của anh? Anh nghĩ sao về cái vụ này? Không, tôi làm đang giật cái ghế của mình được không? Lúc đó anh quyết định hưu rồi kìa, khi mà anh nói ok bây giờ tao hưu đi, tao đi chơi, tao không làm nữa, đấm đất à, lúc đó thì thôi tụi nó nhào vô, lúc đó anh nghĩ sao? Lúc đó nó dùng cái quyền đó, anh nghĩ sao? Dùng quyền đi, đâu có đơn giản như được. À, ông đừng nghĩ là tất cả ở một phía nha. À, ông đừng nghĩ một tôi là một người, còn tất cả họ là 29 người nha, ông đừng hiểu. Đúng không? Em biết, anh kéo anh Minh về là em biết rồi, em biết là. ông nghĩ đừng, ông đó là ông thấy ông Minh còn nhiều cháu, ông Minh, ông Minh, ông Minh rồi nữa, ông không thấy hết đâu. Rằng khơ với ông cũng lộ hết vậy. Trời ơi, ai mà à, lộ hết vậy, làm chính trị mà đi, tôi nói toàn thấy chứ làm những cậu gì chính trị nữa. Ừ. Ý em nói nè, bây giờ mấy ông trung ương nè, mấy ông ở ngoài nè, mấy ông ok, bây giờ ông không còn muốn ấy nữa, cái phần của ông mấy ông ăn đủ rồi, bây giờ ok, giờ mấy ông muốn thay ngựa, anh có nghĩ tới trường hợp đó không? Thay ngựa chứ, đến tuổi người ta nghĩ luôn cho thay ngựa, như thay ngựa, cháu có gì thay ngựa, cháu có thay ngựa không thì bò, ông môn mang vào lĩnh vực chính trị đi, lo đi làm ăn đi, đi làm tòa đất rồi biết kiếm dự án rồi mua bán đi. Còn ai à, anh nói anh Bình hép em đi, bây giờ anh nói anh Bình giúp em đi. Nghĩ cách như hệ Nguyễn Bá Thanh rồi đó là không có nên. Có trời có Phật tưởng hệ lệ cho rồi. No. Anh nói quan em rồi, em út nào mà nghĩ hạ bệ anh, trời ơi anh nói vậy. Không. Anh ông suy nghĩ vậy là ông không ông không khỏe đó thì thôi ông ra đây ngồi nhậu đi. Rồi bây giờ anh ông dũng cảm với ông nói tay ông đi, ông làm cái nghề đi. Rồi bây giờ thì ông ra nông thì ông nói đi. Bây giờ tôi không yêu cầu ông là phải nghe theo tôi, ủng hộ tôi. Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu ông là đừng đi phá người khác nha. Phá anh làm phá gì anh Thanh? Phá anh làm gì? Phá người khác để cho thả cái gân cái dạ của mình. Nhưng mà nhiều lúc là nó vô ổn là bỏ ổn này. Anh Thanh, anh thích uống rượu nào? Em sẽ đem ra một chai cho anh. Anh thích uống rượu nào? Em tặng anh. Được rượu nhiều. Vậy hả? Mà nó uống rượu được nhiều. Vậy hả? Mà mình rượu quán rồi nhẹ nhàng uống xì xì chơi cho vui thôi, mình đâu uống rượu. Rami Martin hay là Hennessy? Rượu mấy cái rượu nó thì rượu chơi không được. Hả? Rượu thì đài nhỏ, rượu ở đây quả thật. Đâu, ý đây là cái lòng của em chứ không phải là cái vấn đề cái một chai rượu không đáng, biết không? Em biết cái chuyện đó rồi, nhưng mà cái này cái lòng của em. Nhưng mà uống thấy sao? Ok, nhưng mà anh muốn loại nào, anh thích loại nào để em chuẩn bị chứ. Cái này là cái lòng của em, đừng hiểu lầm à. Chẳng là tuần tới ông ra đây. Nhưng mà anh cho em biết anh thích loại nào mới được, em chuẩn bị chứ. À, thì thấy chuyện mình ra rượu nào mình thấy cũng giống rượu nào mình rồi. Làm chuyện. Rồi. Chuyện nào? Rồi. À. Móc méo nha. Ê. Móc méo à. Giới thiệu em cái khu đất à, lô à. Louis 13 ha. Ông ra đây. Trời sao không ngon, em út mà sao? Thì cũng nhiễm bệnh hơi nặng đó, ra đây bác sĩ chữa cho. Bệnh gì đây ca? À, cái bệnh mà nhiễm như tôi tưởng chống những bác anh vô hơi nặng khổ nữa. Người ta chỉ hỏi thôi chứ mà chống anh gì, chống anh là gọi anh là đủ má đéo bà chửi anh rồi chứ đâu có ngồi nói chuyện với anh hơn tiếng đồng hồ. Anh nghĩ đúng không? Nếu mà em là cái người mà có tư tưởng chống anh á là em đã đụng má đéo bà nãy giờ rồi.
đâu có ngồi nói chuyện với anh vậy. Cũng có tư tưởng đấy. Trời, tư Nhưng tưởng mà gì? nói không nào, Em Út muốn tưởng thế làm, là biết liền, nhưng mà đừng nay như em thế. Út muốn làm quen, em Út muốn học hỏi anh hai, em Út muốn đại ca giúp đỡ. À thì ông ra đây, ông tôi tin ông ra đây đến khi ông hiểu được sự thật một cách cho nó nghiêm túc. Anh Thanh, em chỉ hỏi những cái chuyện đó là để làm hòa câu chuyện, để mà cho anh em mình gặp mặt nhau thôi, chứ không phải là hỏi mấy cái chuyện đó là để mà điều À, tra tất lý nhiên lịch là của ông anh. hỏi thì cứ hỏi, nhưng mà tôi cũng trả lời một cách rất thẳng thắn với ông đấy. À nè, tôi tin ông nói thôi, chứ người cũng có trình độ hiểu biết cho nên tôi mới tốn thời gian với ông. Thế còn không mà tôi cúp máy là tôi không muốn nói chuyện đâu. Mà tôi vẫn còn tin nói thấy con người khi mà họ hiểu ra sự thật ấy, thì thái độ họ sẽ khác. Mình tin vào cái thật của mình nha. Tôi mới tốn thời gian tôi nói với ông, nãy giờ định đi tập thi công các thứ, cuối cùng Rồi. ông làm mất thi Rồi, công xin lỗi, anh Thanh. Rồi, anh đi tập thế khí là công. Anh tôi đi định tập cúp khí máy, công tôi vui không nói với vẻ. ông, Dạ. tôi định cúp máy, tôi không nói chuyện với ông. Thấy ông cũng thuộc cái loại thằng thằng hơi quá khích à, và cũng không phải ưa gì Nguyễn Bá Thanh đâu. Nguyễn Bá Thanh có sụp đổ thì ông cũng vui vẻ trong lòng, Khổ thiệt, nhưng mà khổ thiệt. tôi à Anh vậy Thanh, nè, nhưng mà tôi nói với anh tập ông khí đó. công mà anh nghĩ như vậy là anh hít vô nữa chừng là anh khổ thiệt. Em Út này, anh làm quen thiệt. Nhưng mà tôi nói với ông á, cuộc đời á là mình cứ bình tĩnh. Tôi đã chạy đi đâu vội, chạy đi đâu vội. Trước bữa nay mình nghe là cái sân nghiêm bích của ông Bá Thanh, ông Bá Bình, bây giờ mình nghe chính miệng ông nói ra mà ông chưa biết mình là ai. Mà ông dám nói là nếu mà có một chút ở trong đó thôi chứ không cần nhiều, cho phép ngưỡng nước bọt vào mặt. Mình ít ra là mình, nếu mình có niềm tin, mình có tin con người họ đang làm, họ nói là họ nói thật cái này, rồi mình bình tĩnh mình đi kiểm tra tiếp. Nếu vẫn đúng thế mà vào đây chúng mày nói bài, chúng mày nói có cái mày theo dệt, mày nói những cái điều không có đối với họ. Nhưng mà trước mới là người biết điều, chứ Anh hiểu lầm còn em rồi tôi anh thắc Thanh mắc ơi, chứ. anh hiểu lầm em rồi. Tự nhiên không mà anh vu oan giá họa cho em thiệt, khổ thiệt hết sức. Thôi, đừng hiểu lầm. Đó, không vui ông đâu, ông có cái tư tưởng đó. Tôi cái trình độ cảm nhận của tôi bây giờ nó khá lắm rồi nha. Ông nhớ như thế, tôi Bây giờ đạt được, nè, anh Thanh, tôi đạt được đó. em ra em gặp anh em mình uống bia chơi ha. Rồi Rồi, rồi. anh hướng dẫn cho em Út chút xíu cái vụ cái kiếm mấy cái lô nào ngon ngon nha. Cái gì ngon thì không có nữa đâu, không còn nó luôn ngon đâu, ngon thì làm gì có luôn ngon nữa. Thì giờ cũng kiếm cái lô nào để mà kiếm có tiền cho em Út, có chút Không cháo cho anh. có, bởi vì luôn bây giờ luôn ngon như từng lên rồi, là người đang đấu giá hết là nói thế rồi. Tức là năm trước, năm 2005 kia thì ông muốn mua thì hồi nó vẫn chưa có quy chế đấu giá, ông hiểu không? Còn chừng là từ năm 2005 rồi cho đến bữa 2010 là có lô mua là xác định đấu giá rồi. Đang bó toàn quốc mua có xuất hiện mua nữa không, chứ không có bán thẳng cho cái người đó được đâu. Tôi trả lời ông hết sức rõ ràng với Rồi, ông, chứ còn bây lô giờ nếu mà mua kiếm không được á thì anh dạy em khí công à. Cũng phải cũng kiếm có cái gì để giữ sức đó. khỏe chứ, không có cái gì bỏ bụng thì cũng có cái gì giữ sức khỏe cho anh. Tôi sẽ dạy cho ông một cái điều đó là cái gì, mình cuộc đời mình nó là cũng ngắn ngủi thôi, cũng sống hầu một cái thôi. Tôi dạy ông một điều là tốt nhất là hết sức bình tĩnh quan sát mọi sự việc và làm việc thiện, đừng có đồng việc ác. Thế nào, nếu tiên ông ấy, tôi tiên ông nó có làm thì làm việc thiện để tích đức cho con cháu mình nó hưởng, chứ đừng làm điều ác. nghe Tôi nghe tiên nghe ông nghe anh Thanh nói rất là chí lý. Rồi, nhưng mà em hỏi anh Thanh thiệt, anh Thanh này nha, em này em hỏi thiệt anh, đó. cái việc mà làm tích đức làm thiện cho con đó, vậy chứ đào mồ cứu mã người ta là làm thiện cho con hay là làm ác? Cái đó không phải đầu một phút mã, là theo ông nhận thức nó không đúng. Bởi vì theo quy hoạch thì toàn bộ cái đầu một phút mã đó là phải di chuyển đến một nơi khác, có khi là cái đó là phúc đức đấy. Bởi vì họ ở đó là lụt một trận là nó nhập hết, mồ mã nó cũng bị nhập hết, họ lên cái chỗ cao ráo không bao giờ bị nhập hết. Có khi nếu đó là nếu việc ok anh nói thiện chứ không phải việc ác. cái người sống thì không nói, mà vấn đề người chết mình phải để người ta yên chứ anh. Không, cái người chết mà được họ không cái tội lạ gì, có nam họ bị uống nước hai ba lần như thế thì cũng không nên.
Đó, cái thế giới nào mà người vô chết mà thì họ đó mình hãy cũng hãy không để biết. cho người chết ngủ yên mà anh Thanh, anh có nghe câu đó bao giờ chưa? Không, vẫn di chuyển đi đến những cái chỗ cũng giống như người sống vậy thôi. Có những lúc ở những chỗ không phù hợp, họ di chuyển mấy nơi cũng cao ráo, cũng đàng hoàng, cũng sung túc hơn thì cũng nay di chuyển. Vậy ông Hồ Chứ Chí mình có Minh, ai cái ông khác Hồ Chí là ở Minh sao đâu ông cứ là ở nằm đi đâu. ông ở ngoài lăng Ba Định hoài vậy anh? Ông nằm một chỗ đó Đấy. có cách nào về anh không? Cái gì? Ông Hồ Chí Minh đó, ông nằm ngoài lăng Ba Định đó. Có cách nào Đó, về cái chỗ đó không? bắt đầu phản động rồi, lại dạng phản động rồi, có tổ tiên nó mới dạng phản động. Dạng phản động, dạng nó là dạng của cái bóng trước năm 75 rồi. Dạng nó dạng phản động, dạng hận thù của cái chế độ này lắm rồi, cay cú lắm rồi. Hôm nay vấn đề là dân tộc thì hết quy hoạch của một cái thành phố nó mở rộng ra thì nó bận rộng cái chỗ này chỗ kia thì phải di chuyển thôi, chứ em muốn gì đó. Là thành phố cứ bó rộng nó cứ ở mít thế thôi, cái chợ cầu chợ hòn nó cũng không được mở rộng ra. Mở rộng ra đến bận cái đình cái chùa cái mồ cái mã nhà ở của người này người khác thì cũng thôi, vậy phải tính thôi chứ em muốn gì đó đâu. Cũng muốn cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn lên, như em muốn đầy ở phải có người người nào dỡ bỏ đền bù của Đà Nẵng mà đi ăn mày ăn xin đâu lo cho lắm vô. Bây giờ ông làm lãnh đạo thành phố, ông muốn phát triển xây dựng thành phố ông làm sao? Ông không mở rộng ra. Cái khu đất ông đó mở là nó thôi ở đây ra. cái khu đất đó mình mở rộng là mình mở rộng, mình quy hoạch là đâu có bán chay mà Thanh à. Có bán cho một nhà đầu tư 150 hecta trên 450 hecta, tức là mua 1/3, mà trăm 150 hecta nó là có cả đường xá, có cả công viên, có cả khu công trọng, có những chỗ sinh hoạt chung, có những này khác có thứ hết như thế. Nhưng thực ra cái khu nó cũng không dính như nghĩa địa nó đâu, ở phía dưới này thôi. Nghe họ nói nó theo nó thôi, mà bán á là mình rau mình bán trên báo chí đàng hoàng. Chỉ có hai nhà đầu tư tham gia thôi, mà đến giờ phút chốc thì chỉ có một nhà đầu tư, còn một nhà đầu tư không tới nữa mới giải quyết cho nhà đầu tư đó. Mà bữa nay họ cũng sẵn sàng, họ nói nếu có quá thâu thì họ không làm nữa, chứ không phải đổ đất vô mà đến năm cái chỗ sâu nhất đến năm mới khe đất chiều sâu như thế thì lời lẽ cái chuyện cái đó đất của bên đây xong đầu quá trời trời đó như đâu mà ghê. Nếu mà nó thấp nó lụt vậy mà tại sao nhà đầu tư họ gan họ dám đầu tư vô đó anh? Thì hắn đầu tư theo cái bây giờ những nhà đầu tư nó đầu tư lâu dài, nó cũng tính toán 10-15 năm sau thì ở bên nó phát triển những chờ thầu cái đó mà nó như đánh bọt ấy, mà cũng có thể lẫn lời mà cũng có thể lẫn lỗ điều đó chưa biết trước được, chứ ai nó lên điều gì. Thành phố Đà Nẵng nó phát triển ngon lành lên gì khi giá đất lên 5-7 triệu đồng mét vuông thì có lời, mà anh thấy tầm 3-4 triệu mét vuông thì là lỗ. Như vậy là nước ngoài với Việt Nam mình đâu có ai dám, mà có đâu có đại gia nào mà dám gan cùng mình vậy anh Thanh à? Cái tập đoàn Vinmart đó thực ra là hắn trong nước thôi. Tập đoàn Vinmart đó, tập đoàn nó làm Greenland hả anh? Vinmart. Mà hồi đó mình đăng báo chí công khai trong toàn quốc thì ai tham gia cứ tham gia, chứ mất tiền không tham gia họ tham gia rồi nổi là loạn. Có sức thì cứ tham gia, tham gia thì một thì lời, mà lời 10 đồng nhớ đóng như nhà nước 3 đồng rưỡi nha. Winfer là cái tụi mà nó đầu tư ở ngoài Nha Trang phải không anh? Đúng rồi đó. Cái đám đó Nga mà, cái đám đó Nga. Đúng rồi, cái đám đó Nga thì đúng là hắn người Việt, nhưng mà hắn qua bên Nga nó học chuyện về nước đầu tư rồi đó. Có học chung đỡ với anh Thanh không? Ấy, nó có học chung đỡ với anh Thanh không? Không. Bọn nước miền Bắc mình chỉ có học chung, mình học sinh miền Nam liên quan gì bọn nó. Nó có đỡ anh ra qua, anh qua bên Nga năm đó, năm 77 lúc đó nó cũng gặp tụi nó chứ hả? Không đó. Vậy hả? Nó học ở Ukraine, bọn nó học ở Ukraine chứ không phải ở Nga. Ồ. Mình là Nga. Anh ở tại Moscow. Anh ở tại Moscow dạ. Moscow. Mình ở Moscow, còn bọn nó ở Ukraine, chắc là không phải thuộc Nga đâu. Không liên quan gì hầu đó, mình đâu biết của bọn đó. Thôi, em cảm ơn anh Thanh. Có gì có dịp em sẽ ra em gặp anh. Rồi anh em mình nói chuyện, uống bia ha. Bây giờ em chào tạm biệt anh. Là đừng nói theo dạng phản động là một này.
Trời ơi, nói vậy mà anh nói em hỏi anh nãy giờ là hỏi hỏi bằng đấm chân tình mà nói bằng phản động là sao? Cái Thiệt anh. ông ở Hồ Chí Minh là dạng phản động đó, Cái dạng phản động no, em đó là thí dụ, em thí dụ, nó nói đó. thí dụ Không, thôi. ví dụ ông đừng có nói về Hồ Chí Minh, ông đừng có xúc phạm, ông giống như từ tôi nói ông Chúa Giêsu, ông tập lại tầm bạ, ông nghe ông không ưng phải không? Vậy tôi xúc phạm mẹ Maria rồi ngày khóc là ông cũng không thích phải không? Người Là ta ông người cũng lớn đừng nản tuổi, người lòng ta là các bậc à, bậc bậc à, ấy, mình ông đâu có thế là xúc ông phạm gì Chúa anh. Giêsu thì ông cũng không ưng thì ông cũng đừng nên bực như Hồ Chí Minh nha nha thì kể ông không phải đón để nói như Hồ Chí Minh kể cái tầm cỡ của ông không 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 đón để nói những cái nhân vật đó đâu, nhân vật đó nói thì như thế đó nhưng mà họ vẫn hy sinh cả cuộc đời của họ cho cái giải phóng dân tộc, cho cái thống nhất đất nước, Anh Thanh, anh họ không Thanh, trải qua anh cái Thanh, thảm anh dịch. Thanh, nghe em hỏi nè, anh biết bác Hồ có vợ không vậy? Không đó Chắc không đó. đừng nghe, đừng nghe bọn nó xuyên tạc. Trời ơi, vậy ông Nông Đức Mạnh là ai? Lỗi, nó biết mạnh là ai à, nó mạnh chả liên quan gì Bác Hồ. Anh chắc không? Em thấy Mắc là cảm em thấy nhà báo nước ngoài đó, họ nói là ông Hồ Chí Minh có ba bốn vợ đó. Từ cái bà Tăng đấy, Tuyết đúng Minh rồi, đúng rồi, á. thế mới xuyên tạc, Vậy nó hả? mới nói bậy, nó mới nói bậy, nó phải chứng minh nhưng nó bậy, nó theo kia thì đó nó không được, nó là khi cha gì dựng chuyện lên cũng giống như nó xuyên tích anh của anh ông Bác Thông anh vậy đó. anh nếu mà mình Có nói bậy á, là anh Thanh, bây giờ đó có cái cách nào mà mình biết được tên cha của ông Nông Đức Mạnh là ai không anh? có chứ, Vậy hả? Ổng có tên gì anh? cha có mộ rồi đàng hoàng hết rồi, có Vậy hả? Mà dưới dưới cái mộ đó có xác không anh? có thì đang sống nó chuyện đó, người ta có cha có mẹ đàng hoàng này, tự nhiên dựng Anh địa lên Thanh, anh chưa thấy mấy cái tấm hình đó thôi, có mấy tấm hình cái Bác gì Hồ, mấy cái tấm hình Bác Hồ đút cơm cho Nông Đức Mạnh nữa. Có, em có thấy nè. là trời ơi mẹ, bởi vì cái bà mẹ ông Mạnh là bà như bà cấp dưỡng mà nấu ăn cho Bác Hồ nữa Ồ, như vậy là cái bà đó là à. bà đó là cái bà cấp dưỡng cho Bác Hồ, rồi Bác Hồ đút cơm trong Nông Đức Mạnh chứ không phải là cha ruột. Thằng cha không phải ông Bác Hồ với cha ruột năm bạn đừng có Còn đừng 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 bậy đừng bậy còn còn cái vụ bà Nông Thị Xuân không phải luôn anh, mấy cái cô nữ hộ lý đó. năm thì tiến năm thì tiến Nông Thị Chiến hả? Nông Thị Chiến, Nông Thị Xuân hả anh? ông nói là ông nói năm thì gì Nông Thị Xuân, Nông Thị Xuân đó không có hả? Nguyễn Tất Trung, Nguyễn Tất Trung là báo chí ở trong thành phố cũng 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 đăng là Nguyễn Tất Trung là con của ông Hồ Chí Minh đó. Anh nói là Nguyễn con Bác Tất Hồ Trung đó. hả? Dạ Nguyễn Tất Trung. Nguyễn Tất Trung là người Quế Nguyễn Tất Trung, Nguyễn Tất Trung. Tất hả? Rồi Nguyễn Tất. À, nếu mình không biết nhưng mà Nông Đức Mạnh không phải con của Bác Hồ Ở ngoài Hà đâu có Nội, đó. ở ngoài Trung ương ai cũng biết anh Thanh ơi. Thôi thôi tháng đầu nó là bậy đó, theo vậy thôi Sao không có thật. mà anh tin dữ vậy? Mình có cái đầu của mình, mình cái đầu của mình có cái đầu không chứ không có dễ gì người Anh ta Thanh, nói cái đầu anh tiên Thanh, mình có bây giờ thật em cái nói anh cha Thanh của nghe mình vậy nè. Bây giờ thí dụ trường hợp á, người ta thử cái gì mà ADN hay DNA gì đó. Bây giờ à. nếu mà người ta thử mà ra lúc đó là bằng chứng, lúc đó anh nghĩ sao? Mình chả nghĩ sao hết nhưng mình tin là cái câu chuyện nó sẽ không có, muốn thử cứ thử nghe không có, bởi vì mình trực tiếp mình hỏi ông Nông Đức Mạnh, mình trực tiếp mình hỏi số người mà người có cái cách kiểm tra của mình Anh hỏi ông Mạnh là ông trả lời sao anh? ông bộ nói thấy ấy, có cái nét gì đó giống trống rồi nó nói chứ không có Nó chuyện ở đâu anh ơi, nét gì giống đóng nếu mà có nếu có thì có thì mình thử chứ có cái gì đâu tự hồ vinh dự mất gì đâu, không phải thế vậy không biết ông chỉ biết một phần mà ông biết đúng nữa mà trong phản động thì khó thật khổ thiệt. ông đó Em mà anh ông chụp đó mũ em khó phản động là thiệt tình không anh Thanh này. phản động cực kỳ cái loại này này họ đi từ cái anh cán bộ lâm trường
họ lên đến trưởng ty, tức là giám đốc sở giờ đấy, rồi họ đi lên là lên phó chủ tịch, lên chủ tịch ủy ban, họ chuyển qua là bí thư, bí thư của tỉnh là vô trung ương, rồi họ phấn đấu họ mới lên làm là chủ tịch quốc hội. Từ chủ tịch quốc hội đâu thì họ mới qua làm tổng bí thư chứ đâu phải tự nhiên là lên điều thượng là nhảy giờ làm tổng bí thư. Cái ta cái lúc mà trong trong bốn cái ông mà quan trọng, một là tổng bí thư, hai chủ tịch nước, ba thủ tướng, bốn chủ tịch quốc hội, trong bốn ông lúc đó ông này không chịu ông kia, thì cuối cùng là tính cái ông Nông Đức Mạnh chủ tịch quốc hội nên làm tổng bí thư cái trong im kiện. Vậy chứ anh nghĩ cái kỳ họp tới, cái kỳ họp năm tới anh nghĩ là ai sẽ là tổng bí thư, ai sẽ thế ông Mạnh? Không biết được. Không biết hả? Tình hình không không dự đoán nổi. Tại sao? Ông nào cũng lần tròn nó cũng nhau. Anh cái phe mà thân Tàu với cái phe mà ấy đó, anh nghĩ sao về cái nhóm này anh Thanh? Không có đâu, tháng đầu tầm bảy không có hả? Ngay như mình đã thấy kêu mấy công nhân Trung Quốc vô làm Tàu chết mình vô dọn là thân Tàu nhưng đơn giản như thế, mình trả thân ai không có thân Mỹ cũng trả thân Tàu. Anh nghĩ Trương Tấn Sang sao anh Thanh? Em nghĩ Trương Tấn Sang năm nay lên à, đợt này lên à? Chưa biết, mình đâu bị sợ biết. Tất nhiên đương nhiên mấy ông sẽ lên rồi. Thì mấy mốt cũng có Nguyễn Bá Thanh lên lên vậy, ai biết được, đâu biết được đâu, cái chuyện đời ai biết được phải không anh? À, cái nó cũng không dám nói trước điều gì, nhưng mà mình không có mơ lên tới mấy cái vị trí chủ chốt lớn nữa đâu. Tuổi nó lớn rồi, nếu là như đó thì bây giờ phải là ở trong Bộ Chính trị kìa. Khóa vừa rồi rồi nó đừng bánh, đừng đấm gì hết, mà vô được Bộ Chính trị rồi. Nhưng từ vùng Ban ủy viên Trung ương thì đừng nào mơ những cái chuyện đâu đâu. Không, không, mình không biết mình đang ở đâu, hiểu chưa? Mình bao nhiêu tuổi vậy nha, bây giờ mình nghỉ hưu vậy nha, ngồi nó mơ màng như thế thì viển vông lắm. Đừng có ngồi nó mơ màng quá rồi đến khi bị sốc. Mình đơn giản thôi, nhẹ nhàng, đừng có hôm hố quá, hôm hố quyền lực quá rồi cuối cùng nó giải đổ đấy. Mà được chưa? Rồi, ok, em xin phép em gác máy nha, em gác máy rồi anh cho anh đi tập khí công, nhớ nhớ à, nhớ chưa đi tập, dạ chưa đi làm việc không tập khí công, rồi giờ đi đi xe giờ tập, ok rồi à, dạ nha, gác máy nha, có rồi ngon. Có ngon thì ra Đà Nẵng nha, định nội cái đang đây sống đâu nha, em ở đâu trời ơi, anh khổ anh quá, em qua em hỏi mua đất thiệt chứ bộ, không ngon thì ra Đà Nẵng nha, chống anh em được cái lợi gì anh Thanh nói em nghe coi, em chống anh em được cái lợi gì, được cái gì anh tự hiểu thôi. Nhưng mà tôi đạt hết, tôi có cái trình độ của tôi đó, tôi nói trước cho anh biết, có cái trình độ tôi nghiên cứu cho anh biết. Tôi học sinh mẫu giáo mà đang làm. Em biết anh có võ karate, em biết anh có võ thiếu lâm mà em sợ là... Thôi, chứ còn cái trình độ tôi nói để cho ông hiểu là tôi biết. Chứ không phải là tôi là những người ngơ ngẩn đâu, nhưng mà tôi sẵn sàng đối thoại. Tôi sẵn sàng tiếp cận ông, tôi không cần biết ông là ai. À, miễn là ông cần tìm sự thật. Nếu cần hiểu sự thật về tôi, thì gia đình tôi, đó nè. À, về cái công việc tại là... tại vì thấy báo à, báo chí nó đăng tùm lum mình ra mới đặt vấn đề chứ không báo không là ơi, đông hỏi báo là báo phản động chứ báo nào báo là báo phản động nhưng mà báo trong nước nói gì về tôi, báo mà danh chính ngôn thuận mà công khai đàng hoàng chịu trách nhiệm với nhau là báo nó nói chi về tôi, bao nhiêu bà tốt của tôi là ông không đạp, ông không hiểu gì về tôi, ông chỉ nghe lóng ngóng thậm chí nghe tin bẩn tin tiền cái giọng Nguyễn Bá Thanh thì trong cái đầu ông là cái giọng Nguyễn Bá Thanh là lộ thân Tàu thì cũng nghe thì cũng tin như thế. Khổ thiệt, xin khổ lỗi thiệt ông, xin lỗi ông, tôi vẫn nhớ 1000 năm đô hộ của chúng nó nha, khổ thiệt. Anh nãy giờ em có nói gì mà nói anh thân Tàu thân ấy đâu mà anh nói à, em gì nhưng khổ mà thiệt. tôi đạt được trời tôi ơi mặt được ngay rồi đó à, nhưng mà ông vẫn bị kinh nghiệm qua những cái tư tưởng khác, có những bờ báo ông đạp qua những này các ông nghe à, nhưng mà quả thật sự thật nó không phải như vậy. Tôi đến giờ phút này tôi chả thân nào mà chả thân Mỹ gì hết, tôi có cái độc lập của tôi, dân tộc Việt Nam ở đây hết, không có ngộ ban thằng nào chi phối mình được hết, có cái độc lập của mình à, ông tin tôi hay không là tùy ông à, tôi mất gì tôi có tốt thì ông, tôi nói với ông nhiều như vậy để là tôi muốn ông đã đi thì đi cho tốt, tìm hiểu là tìm hiểu chân chặt đánh ngọn nguồn để biết sự thật, rồi cái chuyện giải quyết sự thật như thế nào nói chuyện sao,
Nhưng trước hết mình phải tìm hiểu cho nó đúng sự thật đã, rồi mình mới phán xét. Anh Thanh, mình phán xét anh hậu Thanh, quả báo Dân nha. Trí, báo Dân Trí á, họ có nói một bài viết về anh đó, đó là lý do em gọi cho anh ngày hôm nay. Báo Dân Dân Trí, Dân Trí nè, dantri.com.vn. Nó có một dân gì, dân 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 Trí mà Dân Trí của à, ngoài Hà Nội á, Dân Trí ở ngoài Hà Dân Nội, Trí trong nước miền khác, còn Dân Trí là thôi, ở thôi, Hà Nam. Dân Trí Hà Nội, Dân Trí Hà Nội rõ ràng. À, Dân Trí Hà Nội nó nói cái gì? dantri.com.vn. Anh vô anh đọc, đó là lý do những cái gì mà em hỏi anh nãy giờ đó, đó là em đọc từ cái bài báo đó đó. Chắc là Dân Trí lộn, mà kia là không phải Dân Trí Hà Nội. No, dantri.com.vn mà anh. Chấm vn nào đó. Cái đây rồi nào? Dạ, nó đăng cách ngày nào? Nó đăng cách đây khoảng 6 tháng. À. Mình không quan tâm nữa. Chắc cũng nói là sạch sơ sơ chứ không. Dạ. Thôi, có gì anh em mình gặp lại sau nha. Anh em mình gặp rồi, lại rồi, sau. Rồi, rồi em gác máy. Dạ, anh đi vui vẻ. Bye. Dạ, bây giờ thì em gửi cái mic lại cho anh ốp nào.